Chương 11, bút cấp tiên cảnh Chương 11, buJ cấp tiên cảnh, rộng rãi xa hoa văn phòng, Lý Đông Trạch lười biến tựa ở ghế sofa, vẫn lên nhị lan chân, tay trái đầu chén rượu, tay phải kẹp xì gà, khoan thai tự đắc. Ngay tại vừa mới, hắn đem mời chào đến thần dạ du tin tức, báo cáo cho lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Lý Đông Trạch biết rõ vị kia tuổi trẻ bách phu trưởng, tân quan thượng nhậm, tới lúc gấp rút làm ra thành tích, bồi dưỡng dòng chính một cái bối cảnh sạch sẽ thần dạ du, đối vị kia gia thế hiển hách bách phu trưởng mà nói, quả thực là trời giáng cam lâm, tới đúng lúc. Quả nhiên, tuổi trẻ thường cấp đối với hắn biểu đạt độ cao tán thưởng, cũng hứa hẹn nhớ hắn một cái đại công. Ở bạch hổ binh chúng chế độ bên trong, quân công nặng như hết thảy. Loãng xoảng văn phòng cửa thủy tinh bị thô bạo phá khai, dẫm lên giày cao gót quan nhã xông vào. Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, hắn chậm rãi uống một ngụm rượu, phê bình nói quan nhã ngươi như vậy rất không ưu nhã thập trường tiểu tử này tiếng thí luyện tiên cảnh là xà linh đường hầm quan nhã đi thẳng vào vấn đề Phốc. lý đông trạch thoáng cái biến thành phun ra chiến sĩ bất chấp chà lau rượu nước chống đỡ bàn dựng lên tiếng nói bén nhọn kêu lên xà linh đường hầm a à, thượng đế a à, ngươi cái này nên xuống điện ngục ngu xuẩn nhìn xem ngươi làm chuyện tốt hắn mang theo thủ trưởng liền xông ra ngoài, chạy vội tới khu làm việc, trông thấy mới tới thần dạ du, đang vẽ mặt ngốc trệ nhìn xem máy tính. Phát giác được Lý Đông Trạch đến, Trương Nguyên Thanh khổ khuôn mặt, nói, thập trường, ngươi xem ta còn có cứu giúp khả năng sao? Hắn sợ đối phương thốt ra, hết thuốc chữa, chờ chết a, à, giải trừ hợp đồng. Lý Đông Trạch trầm mặt nhìn xem hắn, kia thần sắc, tự như thật vất vả truy cầu đến âu yếm cô nương kết quả phát hiện là thất lạc nhiều năm mùi mùi. Đối mặt mới công nhân tha thiết chờ đợi ánh mắt, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, giọng điệu trầm giọng nói, thí luyện tiên cảnh là mỗi một vị linh cảnh hành giả lúc ban đầu một người phó bản, nó để cho nhất người đau đầu địa phương cũng tại nơi đây. Một người phó bản bên trong, không ai có thể trợ giúp ngươi, đây là tiên cảnh đối với ngươi khảo nghiệm, đây là ngươi thu hoạch siêu tự nhiên lực lượng, tất nhiên muốn gánh chịu đại giới trương nguyên thanh tâm tình trầm trọng nhẹ gật đầu lý đông trạch nói tiếp ta sẽ thay ngươi báo cáo việc này hy vọng càng cao cấp bậc cơ sở dữ liệu bên trong có quan hệ với xà linh đường hầm tin tức cùng tiến công chiếm đóng đề nghị không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi về trước đi chờ tin tức có kết quả ta sẽ lập tức thông tri ngươi mặc dù không phải thần dạ du nhưng thân là thâm niên linh cảnh hành giả hắn nghe nói qua xà linh đường hầm hung danh cho đến tận này liền quan phương tổ chức ghi nhận trong tư liệu, không có bất kỳ người nào có thể qua cửa xà linh đường hầm, cái này phó bản, giết bốt, vẫn luôn không người đạt thành. Tốt, phiền toái thập trưởng. Trương Nguyên Thanh thần sắc cứng nhắc gật đầu. Lý Đông Trạch bổ sung, ngươi đem xà linh trong đường hầm trải qua kỹ càng viết xuống tới. An bài chuyến đặc biệt đưa đi Trương Nguyên Thanh, quan nhã trở lại chính mình xử lý bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra ấn có chồng thủy bình thủy ấn lời ghi chép giấy, vặn mở dáng xử nữ chỗ ngồi đồ án nắp bút. Trên bàn toàn bộ hết gì đó, kể cả máy tính, laptop, bút ký, mặt bàn, chén nước. Đều in hoặc dán đủ loại chòm sao. Đó có thể thấy được, đây là một vị thâm niên chòm sao mê. Quan nhã ở lời ghi chép trên giấy viết, Nguyên thủy thiên tôn, thiên yết, bọ cạp, nam, chồng sao thuộc, phúc hắc. Mang thù, tính cường. Ghi chú, bị mặt khác tổ chức nữ tính câu dẫn sát suất cực cao. Viết xong, con lai mỹ nhân than nhẹ một tiếng, kéo xuống lời ghi chép giấy, dán tại nhị đội nhân sự lục bên trong. Nàng có cho mỗi một vị đội trưởng ghi chú thuộc tính, làm ra ước định, trong đó kể cả tạm rời cương vị công tác, đã chết tại tiên cảnh những cái kia. Uy, Vương Thái, tiểu tử kia có qua cửa hy vọng sao? Quan nhã nhất lên đầu, hô cách vách một câu đầu tóc rối bời vương thái ngẩng đầu nói thái nhất môn có lẽ có xà linh đường hầm kỹ càng tư liệu nhưng hơn phân nửa không có tác dụng gì không phải vậy thái nhất môn đã sớm an bài thần dạ du thông quan linh cảnh một các cấp thí luyện trong nhiệm vụ nên không sai ban thưởng quan nhã nhíu nhíu mày vương thái nói tiếp nếu như có thể cho hắn tìm vài món đạo cụ có lẽ có qua cửa hy vọng nhưng ngươi cũng biết đạo cụ công năng nhiều mặt mà chúng ta đối xà linh đường hầm hiểu rõ có hạn không thể tính nhắm vào cho ra giải quyết vấn đề đạo cụ kết quả cuối cùng hơn phân nửa là cả người cả của đều không còn nói nhảm quan nhã trợn trừng mắt đạo cụ bản thân vô cùng trân quý hy hữu siêu phàm giai đoạn linh cảnh hành giả có thể có một kiện đạo cụ bản thân cũng rất không tệ mà vô chủ đạo cụ chỉ có thể thông qua hai cái cách đạt được một là tiến vào tiên cảnh tìm kiếm hay là ở trong hiện thực đánh chết linh cảnh hành giả, giết người đoạt bảo, còn phải là thoát ly một vật phẩm đạo cụ tài năng bị đoạt lấy. Cái này hai cái hiển nhiên đều không thực tế. Mấu chốt nhất chính là ở không rõ ràng lắm xà linh đường hầm tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết, ai biết loại nào loại hình đạo cụ có thể trợ giúp hắn qua cửa. Vạn nhất người chết ở tiên cảnh bên trong, đạo cụ cũng sẽ bị tiên cảnh tự động thu hồi. Tổn thất cực lớn. Vương Thái đùng đùng đánh bàn phím, kéo ra liên tiếp số liệu, nhìn chầm chầm nửa ngày, thì thào tự nói, thanh minh vừa qua khỏi, vừa vặn là mỗi năm xà linh đường hầm mở ra thời gian đoạn, này gia hỏa có phải hay không quá xui xẻo điểm. Trong văn phòng, Lý Đông Trạch mở ra phần mềm chát, khóa nhập tin tức, phó bách phu trưởng, thuộc hạ muốn hồi báo một sự kiện, cùng vừa rồi đề cập cái vị kia mới mời chào thần dạ du có quan hệ. Hắn thí luyện tiên cảnh là xà linh đường hầm, được xưng thần dạ du tân thủ bút tiên cảnh xà linh đường hầm. Xà linh đường hầm lúc ban đầu xuất hiện với đời trước kỹ trong lúc xây dựng đường hầm. Có vẫn luôn thi công đội ngộ nhập trong đó, đã chết tại tiên cảnh trung. Xong việc, quan phương tìm đến rồi một vị người sống sót. Mà vị kia người sống sót ở 36 giờ sau, lại lần nữa bị truyền tống nhập tiên cảnh. Đúng vậy, xà linh đường hầm thí luyện nhiệm vụ phân hai cái giai đoạn, cái đó và những nghề nghiệp khác mặt khác tiên cảnh duy nhất một lần thí luyện nhiệm vụ bất đồng thật xin lỗi thuộc hạ bị kinh hỉ choáng váng đầu óc bị tư duy theo quán tính ngộ đạo thấy hắn từ thí luyện tiên cảnh trung phản hồi hiện thực theo bản năng cho là hắn đã thông qua thí luyện thuộc hạ biết rõ thái nhất môn cơ sở dữ liệu bên trong có rất phong phú nhất toàn diện thần dạ du tiên cảnh tư liệu vì kia môn chủ là đương thời mạnh nhất thần dạ du có lẽ thái nhất môn sẽ có xà linh đường hầm tương quan tư liệu nếu như là phó bách phu trưởng ngài ra mặt, nghĩ đến thái nhất môn sẽ cho vài phần non nớt. Không vứt bỏ không buông bỏ chiến hữu là bạch hổ binh chúng nguyên tắc, hắn nếu như đã nhập chức, kia thuộc hạ không thể đơn giản từ bỏ, hy vọng phó bách phu trưởng tương trợ. Biên tập tốt tin tức, Lý Đông Trạch nhiều lần nhìn mấy lần, xác nhận không sai sau. Điểm kích ấn vào gửi đi. Hắn nắm chén rượu, nhìn chầm chầm màn hình, thở dài một tiếng trương nguyên thanh tâm sự nặng nề về đến trong nhà đưa vào mật mã mở ra cửa chống trộm trong phòng khách bà ngoại đang kéo lấy trơn bóng sáng nơi sàn nhà bàn ăn biên ngồi một vị mặt màu đen áo dắt kết trung niên đại thúc ngũ quan tuấn lãng tóc đen nhánh mi tâm khắc sâu chữ xuyên văn cùng với khóe mắt rậm rạp nếp nhăn nơi khóe mắt cộng đồng lắng động ra năm tháng tan thương. Từ bề ngoài mà nói, không hề nghi ngờ, đây là một vị rất có hàm súc thú vị lão soái ca, đoán chừng rất được thành thuộc phụ nhân ưu ái, còn có một chút đại thúc khống thiếu nữ si mê. Nhưng vị này trung niên đại thúc không phải trương nguyên thanh cậu, mà là biểu ca. Biểu ca nuốt xuống vừa đang còn nóng cháo, nhìn về phía trương nguyên thanh, nghe nãy nãy nói, người tối hôm qua tìm ta. Thần sắc hắn nghiêm túc. Ăn nói có ý tứ, tự như tuổi trẻ bản ông ngoại trương nguyên thanh há to miệng lắc đầu nói không sao ngày hôm qua vấn đề đã giải quyết mà mới cửa ải khó biểu ca vô pháp hỗ trợ không bằng không nói mặt khác hắn là ký qua giữ bí mật hiệp nghị biểu ca liếc hắn một cái một bên chậm rãi hút cháo vừa nói là vì lôi nhất binh sự a à. nghe nói lý đông trạch ngày hôm qua tự mình đến nhà bái phóng ý vị này hắn bản án không quá bình thường đừng nói là ngươi coi như là ta cũng giúp không được bề bộn. Nguyên lai like biểu ca đã trước đó tìm hiểu quá rồi. Trương Nguyên Thanh từ một tiếng. Thấy hắn tâm tình không cao, Trần Nguyên đều liền không nói thêm lời, chỉ làm biểu đệ là lo lắng lôi nhất binh. Lúc này, ăn mặc đáng yêu gấu con áo ngũ giang ngọc nhị từ trong khuê phòng đi ra, cầm trong tay một chồng chất mặt mạng, ừ, trừ nhăn chống đỡ già yếu, sớm muộn gì một lần, hiệu quả nên không sai ngươi sửa phi thường muốn ta giúp đỡ mua biểu ca mặt tối sầm nhăn lại chữ xuyên văn cô nhỏ ta không cần này đó Dì nhỏ vẻ mặt không sao cả nhún vai tùy ngươi a à, một bên lau nhà bà ngoại chống đồ lau nhà tức giận trừng mắt cháu trai nói ngươi không cần mặt màng đó chính là cần nải nải cầm bàn ủi thay ngươi ủi bình khuôn mặt nếp may a à. bởi vì nhi tử không đáng tin cậy nguyên nhân bà ngoại đã sớm từ bỏ cái này cỡ lớn cải thành bồi dưỡng đời sau hai cái tiểu hào. Trước mắt mà nói, cháu ngoại thi đậu Tùng Hải Đại học, cháu trai ở Cục An ninh Công tác, đều có quan minh tiền đồ. Nhưng bà ngoại vẫn luôn có cái tâm bệnh, đó chính là cháu trai vô cùng ổn trọng thành thục, 30 tuổi 40 tuổi mặt. Năm trước ông ngoại một vị xa cách nhiều năm lão huynh đệ tới Tùng Hải làm khách, thấy Trần Nguyên đều, kinh ngạc đối ngoại công nói, không có nghe nói ngươi còn có một nhi tử A. À. Ông ngoại nhẫn nhịn nửa ngày, nghẹn ra một câu, đây là ta cháu trai. Lão huynh đệ là cái ngay thẳng người, kinh ngạc thốt ra, ngươi cái này cháu trai trường rất tùy hứng. Mấy thập niên giao tình thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Nguyên đều không nại tiếp nhận mặt mạng, đạp nhập trong túi quần, nói, đã thành, nãy nãy ngươi đừng càm ràm, ta còn muốn đi làm đâu, gần nhất đỉnh đầu có cái mất tích án, rất bận rộn. Mất tích án. Trương Nguyên Thanh một chút mẫn cảm đứng lên, hỏi, tình huống như thế nào? Trần Nguyên đều gấp miệng dưa muối, có hai người ở xà linh đường hầm mất tích. Đến bây giờ cũng không tìm được người, đều lấy theo dõi, căn bản không có phát hiện bọn hắn tiến đường hầm. Biểu ca bỗng nhiên dừng lại, khuyên bảo nói, đừng truyền ra bên ngoài. Hắn ký qua giữ bí mật hiệp nghị. Bà ngoại nghe xong, lập tức gas bác quái chi tâm, thần thần bí bí nói, có phải hay không lại chuyện ma quái nơi này như thế nào còn không chặn hàng năm đều có mấy người kia mất tích ở trong đường hầm dì nhỏ cũng chi lăng khởi lỗ tai nàng kia mẹ giống nhau bát quái biểu lộ nãy nãy ngươi đừng hỏi không phải là cùng ta giống nhau ngộ nhập sơn thần miếu rồi đi thảo hai cái này thằng xui xẻo không biết hắn có thể hay không còn sống ba giờ trương nguyên thanh đã đồng tình thương cảm lại có loại xui xẻo không phải ta một người an ủi cảm hắn đối tiên cảnh có càng sâu khắc nhận thức, Lý Đông Trạch đã từng nói qua, tiên cảnh vẫn luôn liền tồn tại, có lẽ hàng năm người mất tích bên trong, thì có một phần là biến mất ở tiên cảnh bên trong. Kinh Thành, Tứ Hợp Viện Trong sân đại cây hòe cành lá tươi tốt, giống như đem căng ra xanh biết đại cái dù. Cái dù ở dưới xích đu thường nằm tóc hoa trăm lão nhân, bạch sắc áo lót, đại quần cộc. Nắm trong tay một thanh quạt hương bộ, nhàn nhã nghỉ ngơi lão nhân khuôn mặt gầy gò, mi tâm một hạt thịt nốt ruồi, có khó có thể miêu tả quý khí. Một hồi gió nhẹ thổi tới, lá cây rung rung, dao động toái đầy đất vết lốm đốm. Cây hòe thượng loáng thoáng truyền đến hài tử non nớt cười vui thanh. Tôn trưởng lão, phó gia tiểu tử phát phong bưu kiện cho ngài. Một gã ăn mặc hắc y trung niên nhân bước qua bậc cửa, đi vào trong nội viện. Bất kể là ngũ hành liên minh vẫn là thái nhất môn, có thể trở thành trưởng lão người, đều là tiếng tâm lừng lẫy linh cảnh hành giả. Phó Thanh Dương Lão nhân ha ha cười cười. Không có trận mắt, vỗ vài cái quạt hương bồ, chuyện gì? Hắn ở Tùng Hải thành phố cấp dưới mời chào một vị thần dạ du, thí luyện tiên cảnh là xà linh đường hầm, muốn hướng ngài cầu một phần đường hầm tương quan tư liệu. Mặt khác, hy vọng ngài có thể cho chút đề nghị. Trung niên nam nhân thuật lại bưu kiện nội dung. Lão nhân lay động quạt hương bộ tay một đốn, mấy giây sau, chợt nói, thanh minh vừa qua khỏi, tính toán thời gian, chính là xà linh đường hầm mở ra thời gian đoạn. Sắp tới sẽ có không ít người may mắn đạt được thần dạ du thể nhân vật, đáng tiếc, không có khả năng có người qua cửa xà linh đường hầm. Tư liệu có thể cho hắn, dù sao trong môn đã từ bỏ tiếng công chiếm đóng xà linh đường hầm, tương quan tư liệu giữ bí mật đẳng cấp hạ thấp. Thuận tiện chuyển cáo phó tiểu tử, Chỗ kia bản thân là cấp thí luyện tiên cảnh, trên đường lại ra chút đường rẻ, khó càng thêm khó, đã sớm thoát ly thí luyện tiên cảnh phạm trù. Đề nghị của ta là, từ bỏ vị kia thần dạ du, hẳn phải chết người không có đầu tư tất yếu. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, thân là thái nhất môn trung chấp sự, trung niên nam nhân biết rõ Tùng Hải xà linh đường hầm quỷ dị cùng không rõ. S cấp thí luyện tiên cảnh Bản thân chính là tân thủ trung độ khó cao nhất tiên cảnh xà linh hang ngầm đạo tắc sau bình thường cấp tiên cảnh càng quỷ dị hơn. Từng các cấp thí luyện tiên cảnh, đều tất nhiên ẩn chứa một ít bất thường đồ vật, hoặc là quý hiếm đạo cụ, hoặc là nào đó tin tức trọng yếu, giá trị thật lớn. Thái nhất môn vì phá giải xà linh đường hầm tiên cảnh, cố ý phái hai gã một cấp thần giả du trường kỳ đóng quân Tùng Hải, bởi vì cấp tân thủ thí luyện tiên cảnh, ngẫu nhiên cũng sẽ đối nên chức nghiệp một cấp linh cảnh hành giả mở ra. Khổ đợi mấy tháng sau, hai gã một cấp thần dạ du thành công tiếp thu đến xà linh đường hầm nhiệm vụ. Có thể kết quả là, một gã thần dạ du tiến vào tiên cảnh sau lại cũng không có tin tức, một gã khác thần dạ du thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, chợt đã chết tại thứ hai nhiệm vụ. Mà cái này hai gã thần dạ du đều cũng có đạo cụ bản thân. Từ đó về sau, thái nhất môn trưởng lão hội đối xà linh đường hầm một lần nữa đã tiến hành ước định, triệt để từ bỏ tiến công chiếm đóng nên tiên cảnh thật muốn có người có thể qua cửa xà linh đường hầm thu hoạch bên trong tin tức cũng coi như giải chúng ta thái nhất môn khúc mắt trung niên nam nhân cười nói một câu lão nhân không đáng đánh giá chậm rãi nói mấy ngày nữa môn chủ sẽ triệu tập tất cả thần dạ du vào kinh học, có kiện đại sự muốn tuyên bố ngươi chuẩn bị một chút đem dưới tay các tiểu tử đều triệu hồi tới nói xong cua cua quạt hương bồ đuổi người trung niên nam nhân không người lui ra. Chương 12, Linh xà đường hầm kỹ càng tư liệu. Chương 12, xà Linh đường hầm kỹ càng tư liệu, chờ biểu ca uống xong cháo đi làm, Trương Nguyên Thanh trở về phòng bổ một giấc. Một giấc tỉnh ngủ, bên tai là sóng động mười phần âm thanh, mở mắt ra, trong phòng lóe ra màn hình tivi ánh huỳnh quang, trần nhà đèn không có mở hắn ngồi dậy nhìn về phía bên cửa sổ, dì nhỏ đang ngồi xếp bằng ở tivi trước, chơi lấy hắn trương nguyên thanh ngáp một cái, đứng dậy bật đèn, đi vào dì nhỏ sau lưng, xem nàng chơi game. Nàng chơi là một cái khủng bố trò chơi, hòa phong âm phủ, âm nhạc quỷ dị, nhân vật chính là xấu xí tiểu nhân. Mang theo một thanh máu chảy đầm địa búa, một đường quá quan cảm tướng, giết huyết nhục văn tung tóe. Tivi ánh huỳnh quang chiếu rọi ở thu thủy giống như trong mắt sáng, mượt mà trứng ngỗng mặt tươi đẹp trung mang theo một tia hưng phấn. Cái trò chơi này không sai, rất thích hợp buổi tối chơi, rất tự lành. Dì nhỏ cũng không quay đầu lại nói. Dì nhỏ có tam đại yêu thích, đi dạo thương thành, xem phim kinh dị, đánh khủng bố trò chơi. Là tập trung suy nghĩ a, à, người cái này biến thái nữ nhân. Trương Nguyên thanh miệng không đúng tâm phụ họa, là rất có ý tứ. Dì nhỏ nghiêng đầu lại, lường hắn một cái ngươi theo ta hoàng hư đầu ba não cái gì nàng quay đầu trở lại tiếp tục chơi trò chơi nói kỳ thật đây là một cái tự lành trò chơi trong tấm hình quỷ quái đều là tiểu nam hài tưởng tượng ra được hắn là cái bệnh tâm thần người bệnh vì không bị tâm ma thôn phệ hắn cố gắng chống lại cuối cùng mở một đường máu cuối cùng gặp phải ánh sáng rõ ràng kết cục phi thường làm người thương cảm nàng lúc nói chuyện trương nguyên thanh đã cho mình rót một chén nước vừa uống vừa đáp lại lập ý không sai Dì nhỏ ừ hai tiếng, nói tiếp đi, từng cái bốt đều có ẩn chứa đặc biệt quy luật. Chỉ cần lưu tâm quan sát, coi như là một đứa bé trai, cũng có thể chiến thắng đáng sợ ác ma. Nhưng kinh khủng hình ảnh cùng âm nhạc, thường thường sẽ cho người nội tâm sợ hãi, mất đi tỉnh táo phán đoán. Ngươi cũng tới vui đùa một chút. Trương Nguyên Thanh không tâm tình cùng dì nhỏ chơi game, rời đi tiên cảnh không sai biệt lắm 20 canh giờ, còn có 10 cái giờ tiên cảnh lại lần nữa mở ra, chờ đợi hắn, có lẽ là tử vong. Hắn còn không bằng ngẫm lại nhân sinh cuối cùng 10 cái giờ nên làm chút gì, tỉnh lưu lại tiếc nuối. Gọi điện thoại mắng mẹ một đốn. Ông dì nhỏ khóc trống một hồi. Cuối cùng cùng cậu hát nhảy ráp một lần. Hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà không có gì đặc biệt tiếc nuối sự. Cũng không có tha thiết ước mơ nguyện vọng, thân là một cái gia cảnh coi như hậu đại ở trường học sinh viên, nhân sinh của hắn vốn cũng không có quá nhiều phiền não chỉ có trải qua tang thương người, mới có rất nhiều dứt bỏ không nổi tiếc núi. Ai nha, người tới chơi sao? Dì nhỏ vặn vẹo uống éo eo nhỏ, làm nũng nói. Nhìn qua nàng tốt đẹp chính là bóng lưng, Trương Nguyên Thanh ánh mắt dần dần chuyển nhu hòa, ở dì nhỏ bên người ngồi xuống, tiếp nhận trong tay nàng cần điều khiển. Nếu như nhân sinh chỉ còn 10 cái giờ, lại cùng nàng đánh một ván trò chơi cũng không tệ. Ở dì nhỏ gặm khoai tây chiên. Liễu Triếu chỉ đạo dưới, Trương Nguyên Thanh qua cửa trò chơi, vừa nhìn thời gian, phát hiện đã đêm khuya 11 điểm. Không tệ không tệ, rất có thiên phú. Dì nhỏ múc vào trắng nõn đầu ngón tay, vỗ vỗ cháu ngoại trai bả vai tán dương, thuận tiện đem nước miếng sát ở hắn trên người. Có ác tâm hay không, bẩn đã chết. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ghét bỏ. Phi, ta đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, không muốn đang ở trong phút không biết phút. Giang Ngọc Nhị không biết xấu hổ nói. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Bao nhiêu tiền một cân A, à? Trương Nguyên Thanh xì mũi coi thường. Bao nhiêu tiền đều không bán. Nhưng gì có thể đưa ngươi mấy ngụm. Giang Ngọc Nhị quệt mồm, một bộ muốn đem nước miếng dính ở Trương Nguyên Thanh trên người tư thế. Trương Nguyên Thanh thân thể ngửa ra sau trốn tránh. Răng rắc. Tay cầm cái cửa tay vặn động, bà ngoại đứng ở cửa ra vào, cau mày nhìn xem hai người trương nguyên thanh cùng giang ngọc nhị lập tức đứng đắn nguyên ngồi ngươi cơm còn có ăn hay không bà ngoại khiển trách buổi tối không ngủ ban ngày ngủ tỉnh lại chính là chơi game làm nhân loại muốn thành tiên sinh trên mặt đất muốn lên ngày trương nguyên thanh thả tay xuống chui đã biết đã biết lập tức liền ăn cơm bà ngoại lạnh như băng nghiêng qua con gái liếc một cái gì nhỏ xám xịt chạy trở về khuê phòng cơm tối vẫn luôn giữ ấm bà ngoại càng làm lạnh bút món ăn cho nóng lên nhiệt, trương nguyên thanh lung tung điện bụng, trở lại gian phòng, triệu hồi ra một vật phẩm xác nhận một chút trấn thi phù vẫn còn. Đón lấy xem kỹ một lần chính mình thuộc tính mặt bản. Sau đó, một bên cầu nguyện lý đông trạch bên kia sẽ có tin tức tốt, một bên suy nghĩ khởi sơn thần trong miếu từng ly từng tí. Vừa rồi cùng dì nhỏ chơi game trong quá trình, hắn có mới cảm ngộ. Nếu như tiên cảnh cũng là một hồi trò chơi, đó là hay không tồn tại quy luật đâu. Nếu như tìm được quy luật, coi như hắn là một cái tay trói gà không chặt tiểu nam hài, không chuẩn cũng có thể thuận lợi qua cửa. Nghĩ ngợi lung tung khi, chói tai tiếng chuông vang lên, làm trương nguyên thanh trái tim đột nhiên ngừng. Hắn nắm lên đầu giường điện thoại, điện báo biểu hiện là số xa lạ, lựa chọn chuyển được. Quy, là trương nguyên thanh sao? Máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến khêu gợi tiếng nói, Trương Nguyên Thanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hỏi vội, có phải hay không bắt được xà linh đường hầm tin tức? Quan nhã từ một tiếng, thập trường thay ngươi muốn đã đến kỹ lưỡng hơn tư liệu. Hắn để cho ta phát đến ngươi hầm thư. Ta biết rõ các ngươi người trẻ tuổi cũng không xem hầm thư, cho nên gọi điện thoại thông tri ngươi một chút. Không hổ là quan phương, gia nhập quan phương lựa chọn là đúng. Trương Nguyên Thanh tâm tình trong nháy mắt tươi đẹp đứng lên chịu đựng bổ nhau vào trước máy vi tính xem xét bưu kiện xúc động thành khẩn nói thay ta cảm ơn lý thập trường cảm ơn quan nhã tỷ chờ ta thuận lợi hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mời các ngươi ăn cơm thuận lợi hoàn thành thí luyện quan nhã trong nội tâm thở dài một tiếng muốn nói lại thôi một phen sau âm thanh hiếm thấy nhu hòa tốt chờ ngươi nàng đã xem qua thái nhất môn truyền tới tư liệu sau khi xem xong chỉ có tâm mát cùng tuyệt vọng khó trách thập trường cả một ngày rầu rĩ không vui. Ở Lý Đông Trạch trong nội tâm, vị này mới mời chào thần dạ du, chỉ sợ muốn gãy ở thí luyện trong nhiệm vụ. Chấm dứt qua cửa, Trương Nguyên Thanh kéo ra thân thể công học ghế dựa, không thể chờ đợi được khởi động laptop, bút ký, đăng nhập hòm thư. Hắn ở bừa bãi lộn xộn không đọc bưu kiện bên trong tìm đến rồi quan nhã gửi tới bưu kiện. Đao loạt phụ kiện phai. Xa linh đường hầm, Tiên cảnh đánh số 0079, độ khó đẳng cấp S. Loại hình: một người tử vong hình thức, nhiệm vụ chính tuyến 1, sống sót 3 giờ. Nhiệm vụ chính tuyến 2: thăm dò 0079 số tiên cảnh. Cùng ta thí luyện nhiệm vụ giống nhau. Trương Nguyên thanh tinh thần chấn động, đó là một hiện tượng tốt, nội dung miêu tả cùng hắn nhiệm vụ càng gần sát càng tốt. 0079 số tiên cảnh cảnh tượng cũng không phải là xà linh đường hầm mà là một tòa đời minh cổ miếu gọi là tam đạo sơn nương nương miếu theo ta phỏng đoán vị này nương nương hẳn là vị cách cực cao thần dạ du không có lẽ không thể lại xưng là thần dạ du tạm không rõ ràng lắm đời minh có hay không thật sự có như vậy một vị phong hoa tuyệt đại nương nương cũng có có thể là tiên cảnh bịa đặt sau đó là một đại đoạn quan vu tam nói sơn nương nương sự tích miêu tả nội dung cùng trương nguyên thanh ở trong miếu thấy nhất trí đón lấy nhìn xuống, sống sót 3 giờ nhiệm vụ tương đối đơn giản. Lúc ban đầu, ta ở quan sát bút ký nội dung sau, đã tao ngộ một cái oán linh dây dưa, nó đặc tính là tiếp tục không ngừng rút ra vật còn sống dương khí, thẳng đến mục tiêu tử vong. Thần dạ du đối linh thể có trời sinh áp chế, ta không có phí quá lớn tinh lực liền khu trừ nó, có thể khi ta tưởng thôn vệ nó lúc, lại đã gặp phải cực lớn trở ngại. Đây có lẽ là tiên cảnh đối oán linh bảo hộ tất cả xem qua bút ký người đều sẽ bị nguyền rủa, bị oán linh không chết không thôi dây dưa, bất luận cái gì loại trừ phương pháp đều là ngắn ngủi, loại trừ một lần oán linh, đại khái có thể đạt được 15 phút kỳ an toàn. Đáng nhắc tới, Sơn Thần Miếu chỉnh thể bố cục là một tòa chủ điện, hai tòa phụ cận hậu viện. Chủ điện bên trong ngọn nến là một kiện cực kỳ cường đại đạo cụ, có trấn tà, tinh lọc năng lực, chỉ cần trốn ở chủ điện bên trong, liền có nghĩa là an toàn. Đại giới là ngọn nến sẽ tiêu trừ trong lòng người sợ hãi. Lâu dài tắm rửa ánh nến, sẽ biến không gì có thể sợ hãi, đang ở như thế hung hiểm tiên cảnh bên trong, không sợ hãi là trí mạng. Mặt khác, nó vô pháp bị di động, vô pháp mang ra tiên cảnh. Ở chủ điện bên trong chờ đợi nửa giờ sau, ta đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu, từ sau viện truyền đến tiếng cầu cứu, trong lúc xen lẫn làm cho người ta sợ hết cả gai ốc gào rú, không giống vật còn sống gào rú do dự một phen sau, ta quyết định tiến đến hậu viện thăm dò. Chủ điện đúng là an toàn phòng, điểm ấy ta tự mình nghiệm chứng, nhưng không nghĩ tới căn nguyên là ngọn nến, ta còn tưởng rằng là vị kia xinh đẹp sơn thần nương nương. Tiếng cầu cứu là từ viên kia đại cây đa bên trong vọng lại, gào to ta không nghe thấy, phía đông tòa viện kia quả nhiên khủng bố. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm rùng mình, âm thầm rút cảm lạnh khí. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tư tưởng suy nghĩ xuống độc đằng sau tin tức trọng yếu phi thường nếu như có thể trước giờ biết được một tòa khác sân nhỏ tình huống hắn thăm dò lúc có thể lẩn tránh nguy hiểm đại cây đa rất nguy hiểm không muốn quay đầu không muốn quay đầu viên này cây đa tựa hồ có ý thức nhưng tại sao phải cầu cứu đâu về phần đáng sợ gào to ta cũng không có tìm được ngọn nguồn bởi vì sự xuất hiện của nó đã cắt đứt ta thăm dò nó là một đôi đỏ vũ dây nó không có trước tiên công kích ta mà là mời ta khiêu vũ xuất phát từ thăm dò tâm lý ta đồng ý nó mời ta căn bản không nhớ được nó vũ bộ quá loạn quá tạp đối với không có vũ đạo kinh nghiệm ta đây mà nói đây là không có khả năng hoàn thành yêu cầu không cho dù là có vũ đạo kinh nghiệm người cũng không có khả năng nhớ kỹ những cái kia vũ bộ ta đã thất bại đỏ vũ dày đối với ta triển khai đuổi giết ta thuận lời trốn về chủ điện nhưng xương sườn bị nó giẫm đoạn hai cây ta nghĩ ta hiểu rõ diện mục thật của nó đây là một kiện cực kỳ đáng sợ đạo cụ nó truy tung bỏ qua địa hình cùng chướng ngại vật không đạt mục đích thề không bỏ qua sơ bộ phỏng đoán nó là một kiện quy tắc loại đạo cụ khó có thể tin một cái thí luyện tiên cảnh bên trong cư nhiên có quy tắc loại đạo cụ ta rốt cuộc biết tiền thọ rõ ràng mang theo một kiện đạo cụ lại như cũ chết ở sơn thần miếu biết rõ vì cái gì cái này tiên cảnh chưa bao giờ có người qua cửa nói đùi gì vậy có thể đi vào xà linh đường hầm hoặc là một cấp sơ kỳ thần dạ du hoặc là người bình thường làm sao có thể qua cửa tạm thời không biết sơn thần miếu suy bại nguyên nhân cũng không biết chuyện kia quan ngàn năm hưng suy bí mật là cái gì hy vọng có thể thành công hoàn thành điều thứ hai nhiệm vụ chính tuyến vì tổ chức mang về chân tướng tư liệu đến đây là kết thúc không có đến tiếp sau Trương Nguyên Thanh biết rõ, vị này thần dạ du hơn phân nửa đã chết với điều thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Chương 13, lần nữa vào sơn thần miếu. Chương 13, tái nhập sơn thần miếu, đáng sợ sơn thần miếu. Trương Nguyên Thanh sau này khẽ dựa, giao thần sát sức nặng đều giao cho thành ghế. Hắn nhắm mắt lại, kết hợp trong tư liệu tin tức, cùng mình tự mình trải qua, thông qua chơi trò chơi đạt được linh cảm, đối sơn thần miếu tiến hành phân tích, tìm kiếm quy luật. Nằm sắp vai oán linh có thể dùng ánh nến loại trừ, mỗi lần loại trừ có 15 phút an toàn thời gian, mà lại nằm sắp vai sau sẽ không lập tức bị thương. Phía đông sân nhỏ phải cẩn thận cây hòe, không thể quay đầu lại. Vì cái gì không thể quay đầu lại, tình huống như thế nào không thể quay đầu lại. Quay đầu lại sẽ như thế nào, vì cái gì trong tư liệu không viết rõ ràng tạm thời vẫn không thể xác định gào to cùng cây hòe có quan hệ hay không, nếu là không quan hệ, nguy hiểm lại nhiều một phần. Cặp kia đỏ vũ dày bộ mặt thật là đạo cụ. Quy tắc loại đạo cụ, nghe bức cách rất cao. Hiện tại xem ra, thi công đội các tiền bối, đại khái suất là bị đỏ vũ dày giết chết, dẫm toàn thân cốt cách vỡ vụn. Mặc dù ở cậu bồi dưỡng dưới, ta cũng biết một ít vũ đạo, nhưng một cấp thần dạ du đều làm không được ta một cái hài tử khẳng định cũng không được nếu như là cậu gặp được đỏ vũ dày nhất định có thể nhảy đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa a à. loại chuyện này nên làm không đáng tin cậy cậu tới dù sao cậu đời này chính sự mặc kệ liền yêu hát nhảy ráp chờ một chút trương nguyên thanh con mắt đột nhiên sáng ngời dựa theo tư liệu theo như lời vì kia thần dạ du thất bại nguyên nhân căn bản ngoại trừ không có vũ đạo kinh nghiệm mấu chốt nhất chính là không nhớ được bề bộn hỗn loạn vũ bộ. Cái này hơn phân nửa đã vượt qua thường nhân tốc ký cực hạn. Nhưng hắn không có phiền não như vậy a. À. Chỉ cần ép mình một thanh, làm bệnh cũ tái phát, đại não tiến vào quá tải trạng thái, tên kia sợ kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cũng sẽ ở trong đầu tái hiện. Hơn nữa quá tải trạng thái dưới, đại não đối thân thể trưởng khống lực vượt xa thường nhân, làm một ít năng lượng cao độ động tác không thành vấn đề vấn đề là không phải tiên cảnh vật phẩm không thể dẫn vào ta thuốc khả năng mang không đi vào một khi bệnh cũ tái phát không có dược vật áp chế ta không biết mình sẽ như thế nào loại chuyện này không cần phải chính mình mù cân nhắc trực tiếp hỏi là được không phải vậy gia nhập quan phương tổ chức làm gì vậy trương nguyên thanh nắm lên điện thoại mở ra trò chuyện ghi chép trở về gọi quan nhã dãy số vài tiếng sau điện thoại chuyển được xem xong tài liệu quan nhã đang chuẩn bị nghỉ ngơi nàng là cái chú trọng bảo dưỡng nữ nhân kiên kỵ nhất thức đêm ghét nhất lúc ngủ bị quấy rầy nhưng đối với trương nguyên thanh nàng dễ dàng tha thứ độ rất cao ai nhẫn tâm đối một cái mệnh không lâu vậy nam hài ác lời nói đối với hướng đâu lại nói hắn trường tuấn tú nói chuyện lại êm tai xem xong rồi có nhiều chỗ không biết rõ trương nguyên thanh hỏi quy tắc loại đạo cụ là cái gì quan nhã giải thích nói tiên cảnh trung đạo cụ chủng loại đa dạng công năng cũng đều không giống nhau chúng ta quan phương tổ chức căn cứ đạo cụ đặc tính quy nạp ra ba loại lớn theo thứ tự là đại giới loại quy tắc loại còn có một loại không rõ lắm ta cấp bậc không đủ tiếp xúc không đến nói đến đây nàng cười mỉm bổ sung quy tắc loại cùng đại giới loại đạo cụ bình thường không phân cao thấp dù sao đạo cụ công năng đều không giống nhau vô pháp dùng chỉ một tiêu chuẩn cân nhắc nhưng có một chút được công nhận, quy tắc loại đạo cụ xử lý phiền toái hơn, cũng càng thư thớt, mỗi một kiện quy tắc loại đạo cụ đều giá trị liên thành. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp, đối phó quy tắc loại đạo cụ phương pháp, ở quan phương trong tổ chức cũng không phải bí mật, đó chính là tìm được nó quy luật, phá giải quy tắc của nó. Trong tư liệu nâng lên đỏ vũ dày mời khiêu vũ chuyện này, hơn phân nửa không bàn mà hợp ý nhau quy tắc của nó. Nếu như có thể hoàn thành nó mời, vậy có nhất định được xác suất thu phục cái này quy tắc loại đạo cụ đương nhiên chẳng qua là có nhất định xác suất cái này quyết định bởi với rất nhiều nhân tố ví dụ như nó có nguyện ý hay không ví dụ như nó là hay không vô chủ chờ một chút bất quá thu phục quy tắc loại đạo cụ loại sự tình này ngươi suy nghĩ một chút là được rồi đừng coi là thật nàng trong lòng tự nhủ trương nguyên thanh kiên nhẫn nghe xong lại hỏi còn có một sự kiện dược phẩm có thể dẫn vào tiên cảnh sao ngoài trừ bình thường quần áo bên ngoài tuyệt đại bộ phận trong hiện thực đồ vật đều không thể dẫn vào tiên cảnh dược phẩm có thể nhưng phải là đã dùng ngậm trong miệng đâu cái này cái quan nhã đáp không được xem ra chỉ có chính mình thử trương nguyên thanh nói ta không có vấn đề cảm ơn quan nhã ừ một tiếng cười nói bảo trọng a tiểu nam hài đúng rồi Hôm nay là chồng sao bò cạp may mắn ngay A, à, Trương Nguyên Thanh không có kịp phản ứng Đối diện đã dập máy Hắn để điện thoại di động xuống Mắt nhìn thời gian đã rạng sáng Buổi sáng ngày mai Hắn sẽ lại lần nữa tiến vào tiên cảnh Ngày kế tiếp Lý Đông trạch chống thủ trường Đạp trên len keng sáng dày da Tiến vào sở cảnh sát cao ốc Sau thủy tinh lầu Thân là không dùng check-in lãnh đạo hắn thói quen trì hoãn một giờ đi làm, có đôi khi dứt khoát sẽ không đi làm, ăn lương thực nộp thuế vuốt cá, tự do xuất tính. Đối với thuộc hạ linh cảnh hành giả, hắn đồng dạng sơ với quản lý, mặc kệ. Thứ nhất là ngoại trừ quan nhã bên ngoài, những người khác đều không phải bạch hổ binh chúng, nghe điều không nghe tuyên. Thứ hai, linh cảnh hành giả phó bản tỷ lệ tử vong cực cao, nói không chừng lần đó tiến vào tiên cảnh liền không ra được. Nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Lý Đông Trạch đi vào lầu 2, thói quen nhìn quét khu làm việc, trống rỗng xử lý bàn biên, chỉ ngồi chăm chỉ làm việc quan nhã, cùng với tra tư liệu viết luận văn Vương Thái. Quan nhã, tư liệu cho hắn sao? Cho. Lý Đông Trạch gật gật đầu, không nói gì, quay người tiến vào xa hoa văn phòng. Quan nhã cũng không có tiếp tục cái đề tài này, cúi đầu. Lý Đông Trạch tiến vào văn phòng, đi đến tủ rượu biên, cho mình rót một chén vốt ca, bấm véo thanh nịnh nước, hung hăng tưới một miệng. Vừa vặn lúc này, điện thoại, len keng vừa vang lên, hắn đặt chén rượu xuống, hướng ghế mềm một nằm, Lý Đông Trạch mở ra điện thoại. Có người ở nói chuyện phím nơi tập trung bên trong hắn, nơi tập trung tên là làm Khang Dương Đại Khu Linh Cảnh Hành Giả Quản Lý nơi tập trung. Làm vì một đường đại đô thị Tùng Hải thành phố, tổng cộng có 16 cái đại khu, từng cái đại khu đều có 10 đội linh cảnh hành giả do đội trưởng cấp nhân vật thống lĩnh lý đông trạch là nhị đội đội trưởng dùng bạch hổ binh chúng chế độ mà nói chính là thập trường đám đội trưởng người lãnh đạo trực tiếp là chấp sự khang dương khu có ba vị chấp sự chấp sự phía trên chính là trưởng lão trưởng lão bình thường sẽ không quản sự cái này cấp bậc linh cảnh hành giả thần long kiến thủ bất kiến vĩ trưởng lão đoàn phía trên thì là ngũ hành liên minh cao nhất đứng đầu năm vị minh chủ năm vị minh chủ thuộc về truyền thuyết cấp nhân vật, Lý Đông Trạch chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết là nhà mình bạch hổ binh chúng nguyên soái. Còn có thủy thần cung cung chủ, đều là thân nữ nhi. Ngũ hành liên minh bí mật, đem hai vị này minh chủ vinh dự tuyệt đại sông Kiều. Khang Dương đại khu linh cảnh hành giả quản lý nơi tập trung, tổng cộng 14 người, 10 vị đội trưởng, 3 vị chấp sự, cùng với một gã thái nhất môn thần giả du đội trưởng. Đại cơ bá, Lý Đông Trạch, nghe nói ngươi mời chào một vị thần dạ du, hắn làm sao biết rồi? Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, hồi phục một câu, quan ngươi đánh rắm. Ngũ hành trung hỏa khắc kim, bạch hổ binh chúng trinh sát phổ biến đều chán ghét xích hỏa ban hỏa sư, cảm thấy bọn hắn thô lỗ táo bạo, nói chuyện bất quá đầu óc. cái gì? Lý Đông Trạch mời chào đến thần dạ du, nơi tập trung bên trong đám đội trưởng tự như ngửi được mùi máu tươi cá mập, tinh thần chấn động thanh đằng, thần dạ du. Lý thập trường gần đây đi đâu thắp hương bái Phật, vậy mà mời chào đến thần dạ du, hâm mộ. Bạch Long, chúng ta toàn bộ tùng hải thành phố, bài trừ tán tu, quan phương thần dạ du giống như không cao hơn 10 cái A, hơn nữa đều là thái nhất môn. Thủy thượng phiêu, Lý Đông Trạch ngươi dẫm cái gì vận khí cứt chó, chùa chết lão tử. Thoáng cái ló đầu ba vị đội trưởng cấp nhân vật. Đường Quốc Cường phát một cái tiền lì xì tiền lì xì trong nháy mắt cướp sạch. Lý Đông Trạch bản năng đã đoạt tiền lì xì, phát hiện người khác đều là hơn 100 mà hắn là một khối nhiều. Đường Quốc Cường, Lý thập Trường vận khí không tệ. Phía dưới một mảnh cảm ơn lão bản, biểu lộ bao. Đường Quốc Cường cũng là một vị đội trưởng, nhưng đồng thời còn là kiến trúc đội công ty tổng giám đốc, tại đại khí thô, bình thường không thích nói chuyện, một lời không hợp liền phát hồng bao vị này đại lão bản đều bởi vì thần dạ du chủ đề mạo phao quyền vương các ngươi đây là cái gì trí nhớ đã quên ngũ hành liên minh cùng thái nhất môn hiệp nghị sao mời chào đến thần dạ du muốn ưu tiên làm thái nhất môn thu nạp bạch long quyền ca ngươi mới trí nhớ không tốt đâu ngươi quên chúng ta phó bách phu trưởng lấy hắn và thái nhất môn nguồn gốc lưu một cái thần dạ du không có vấn đề quyền vương không nói mấy cái mạo phao đội trưởng một hồi đỏ mắt, bất kể là thần dạ du khang hiếm tính, vẫn là chức nghiệp tiềm lực, đều muốn xa mạnh hơn những nghề nghiệp khác, bồi dưỡng tốt, tương lai chính là đắc lực người có tài. Thanh đằng, đúng rồi, chúng ta khang dương khu linh cảnh hành giả đội ngũ. Thật lâu không có đoàn kiến, không bằng định cái thời gian, đại gia học gặp. Bạch Long, ô ô, bách hoa hội đồ đỉ vừa chuẩn chuẩn bị câu người. Nhưng ta không có ý kiến. Thủy Thượng Phiêu, gần nhất vừa vặn không chạy thuyền, tụ tụ lại có thể, Lý Thập Trường, huynh đệ đã sớm muốn tìm ngươi uống rượu. Thuận tiện đem vị kia thần dạ du kêu lên. Đường Quốc Cường, đoàn kiến ý tưởng không sai, đại gia học gặp. Lý Đông Trạch đã đoạt ta tiền lì xì, coi như ngươi đã đáp ứng. Lý Đông Trạch khóe miệng một hồi run rẩy, tâm tình vốn cũng không tốt, gửi tính tức tức giận mắng, ta từ chữ của các ngươi bên trong giữa các hàng thấy được vô sĩ thấy được tham lam thấy được đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe dụng tâm hiểm ác ta gần nhất nhất định là bị linh năng sẽ cho nguyền rủa vận rủi cuốn thân đại cơ bá vơ sai thủy thượng phiêu cái này vận rủi ta cũng muốn a à, lúc này thái nhất môn cái vị kia thần dạ du mạo phao viên đình vị kia thần dạ du chúng ta thái nhất môn không muốn các ngươi đã quên sao trước trận vừa qua khỏi thanh minh thanh đặng, có ý tứ gì Viên Đình, Lý Đông Trạch Chiêu Thần Dạ Du, thí luyện nhiệm vụ là xà linh đường hầm. Nơi tập trung bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn mặc dù không phải thần dạ du. Nhưng làm vì Tùng Hải thành phố bản thổ quan phương linh cảnh hành giả, đối tiếng tâm lừng lẫy xà linh đường hầm vẫn là lý giải một chút. Bạch Long, sẽ không xui xẻo như vậy a à, Viên Đình, vì cứu vãn cái kia một tên đáng thương, Phó Bách Phu Trưởng hôm qua cố ý tìm chúng ta tôn trưởng lão cầu một phần xà linh đường hầm kỹ càng tư liệu. Đại cơ bá, ách. Còn có cứu vãn tất yếu sao? Từ trước thế kỷ bắt đầu, sẽ không có tân thủ có thể qua cửa xà linh đường hầm. Lý Đông Trạch tiểu tử ngươi thật đáng thương. Ta có thể tưởng tượng đến ngươi nghe nói mời chào đối tượng thí luyện tiên cảnh là xà linh đường hầm sau biểu lộ. Hỏa sư từ trước đến nay có chuyện nói thẳng. Ngươi tưởng đánh nhau. Trước bàn làm việc Lý Đông Trạch thiếu chút nữa sách thường thủ trưởng lao ra văn phòng, tìm này gia hỏa solo. Vội vàng hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng lặp lại, ưu nhã, muốn ưu nhã. Thủy Thượng Phiêu, đột nhiên nhận đến đơn đặt hàng, tháng này muốn chạy thuyền, đoàn kiến sự hay là thôi đi. Đường Quốc Cường, đáng tiếc. Thanh Đằng, đã minh bạch, đáng thương nhân vật mới. Miệng không che lấp, hỏa sư đại cơ bá lại lần nữa Lý Đông Trạch, ngươi làm hại phó bách phu trưởng lãng phí một cái nhân tình có hay không bị mắng lý đông trạch câm miệng a lại dài dòng một câu lão tử hiện tại đi ra phòng tập thể thao đánh bại chó của ngươi đầu cái đó hủ không ra đề cái đó hủ thái nhất môn cùng ngũ hành liên minh dù sao cũng là hai cái tổ chức lẫn nhau tin tức là không cộng hưởng phó bách phu trưởng chấp sự từ thái nhất môn muốn tới tin tức được tiêu hao một phần nhân tình đại cơ bá Ngươi lại đánh không lại ta. Những đội trưởng khác không có trả lời, tự hồ không hề quan tâm việc này. Lúc này, Tam đại chấp sự một trong phó thanh dương phát cái tin tức, các ngươi rất rảnh rỗi sao? Có cần hay không đem các ngươi một lần nữa ném vào trại huấn luyện tập huấn? Lý Đông Trạch cùng đại cơ bá lập tức chớ có lên tiếng. Cách vài giây, phó thanh dương lại phát cái tin tức, nếu như đã nhập chức, đó chính là tay ta phía dưới binh. Bạch hổ binh chúng sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một vị đồng liêu, đây là chúng ta tín niệm, không quan hệ giá trị. Lý Đông Trạch thở dài, chuyện này đúng là hắn làm hư hại, phó bách phu trưởng ngoài miệng sẽ không nói, nhưng ai biết trong nội tâm có hay không giảm phân. Giữa trưa 10 giờ rưỡi, Trương Nguyên Thanh khóa lại cửa phòng, buộc lại dây dày, uống hai đại cốc nước. Sau đó, vặn kê đơn thuốc bình. Ngậm năm hạt lam sắc thuốc hoàng nhỏ ở trong miệng đón lấy, hướng trên giường một chuyến, yên lặng chờ đợi tiên cảnh mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được trong đầu truyền đến lạnh như băng thanh tuyến, tiên cảnh đang trong quá trình mở ra, đinh, tiên cảnh địa đồ mở ra hoàn tất, hoàn nghênh đi vào thần dạ du, xà linh đường hầm, đánh số 0079. Độ khó đẳng cấp, ép áo loại hình, một người tử vong hình thức ở nhiệm vụ chính tuyến 1, sống sót 3 giờ đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thăm dò 0079 số tiên cảnh. Trước mắt thăm dò độ 20% ghi chú, không phải tiên cảnh vật phẩm không thể dẫn vào. Chúc ngài khỏe vận, nguyên thủy thiên tôn. Trần nhà bắt đầu vặn vẹo, tự như bị gió thổi loạn mặt nước, đợi đến hình ảnh hồi phục, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình thân ở chủ điện mờ nhạt ánh nến bên trong. Chương 14, thăm dò đông viện Chương 14, thăm dò đông viện, ngọn nến, điêu khắc, thi hài, cùng với mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa ô vuông cửa, ngoài cửa là có hoang phập phòng đình viện, khuynh đảo đồng xanh lư hương, còn có bàn đá xanh đường cùng sáng tỏ ánh trăng. Tỉnh mịch trung lộ ra hoang vô cùng quỷ dị. Nơi này tự hồ vĩnh viễn ở vào đêm tối. Trương Nguyên Thanh giơ bàn tay lên lại gần bên miệng, học ra ngậm trong miệng làm sắc thuốc hoàng nhỏ biện pháp thành công ta thật mẹ nó cơ trí hắn mừng rỡ đem dược hoàng phóng trong túi quần đối với chính mình tiền đồ thoáng có chút tin tưởng có chúng ở đối mặt đỏ vũ dày lúc thì có bảo vệ tánh mạng hy vọng đón lấy hắn sức lực đi thẳng đến cống phẩm trước bàn suy nghĩ một lát thò tay cầm nến trong lúc đó một cái tin tức ở trước mắt hiển hiện tên vĩnh viễn không tắt diệt ngọn nến loại hình nhiên liệu công năng trấn tà Tinh Lộc giới thiệu, Tam Đạo Sơn nương nương lưu lại đạo cụ, nghe nói là trường minh thú giàu trân tinh luyện mà thành, có trấn tà, Tinh Lộc công hiệu. di chú, có đôi khi, Tinh Lộc sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt. Mặt khác, nó vô pháp bị hoạt động. Quả nhiên, đạo cụ chỉ có tự tay chạm đến. Tài năng đạt được tin tức. Mà trước đó không dám đụng ngọn nến, cho nên vẫn luôn không biết đây là kiện đạo cụ, thẳng đến nhìn tư liệu. Tinh lọc sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt, dựa theo quan nhã nói phân loại, ngọn nến là đại giới loại, sử dụng nó đại giới là mất đi sợ hãi. Nhưng ta hiện tại rất sợ hãi, hoàn toàn không có tìm đường chết ý tưởng, trước cậu ở chủ điện A, hắn ở cống phẩm trước bàn ngồi xếp bằng, tự hỏi kế tiếp hành động. Kế tiếp hành động mục tiêu là thăm dò phía đông sân nhỏ, lục lọi ra chỗ đó ẩn nút nguy hiểm cùng quy luật, lại tìm kiếm khắc chế. Vượt qua phương pháp thăm dò thời gian không thể vượt qua 15 phút, nếu không Oán Linh nằm sắp vai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viên thuốc màu xanh là ta đối phó đỏ vũ dày ác chủ bài, nhưng chưa hẳn có tác dụng, mà một khi trực diện đỏ vũ dày, không phải sống thì là chết. Trước thăm dò Đông viện a, đối bên kia hoàn cảnh làm một cái sơ bộ hiểu rõ, lại suy nghĩ ứng đối kế sách. Nước đến chân, trong lòng của hắn nhưng có vài phần sợ hãi, lùi bước không muốn ra ngoài lần trước sống sót là may mắn, lần này có thể hay không sống còn là một không biết bao nhiêu. Đông viện bên kia tình huống không rõ. Vô pháp phán đoán hung hiểm trình độ, rất dễ dàng thử xem liền qua đời. Nhưng là, chuyện trên đời này, chưa bao giờ là ngươi không muốn, có thể không dùng. Mặc dù thăm dò cổ miếu nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, trên lý luận hắn có thể vẫn luôn cậu ở chủ điện, cũng không có thời hạn cũng liền có nghĩa là không hoàn thành nhiệm vụ, hắn hơn phân nửa vĩnh viễn đều ra không được. Kéo lâu rồi, thân thể sẽ bởi vì đói khát, buồn ngủ, khát nước chờ nguyên nhân, trạng thái thuộc xuống. Đến lúc đó rồi đi thăm dò, đó chính là chỉ còn đường chết. Dũi với đầu coi lại đầu đều là một đau. Chỉ có thể liều mạng. Trương Nguyên Thanh khẽ cắn môi, đi nhanh hướng ra ngoài bước đi. Chờ một chút, ta nên hãy suy nghĩ một chút, bên ngoài rất nguy hiểm. Một chân bước ra bật cửa hắn, đột nhiên sốc lại muốn lui lại, nhìn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn trong điện, lưu luyến nơi đây quan huy. Ánh nến ấm áp, xua tán vẻ lo lắng, tinh lọc dơ bẩn, mang cho trong đám người tâm không gì sánh kịp dũng khí cùng tự tin. Vấn đề không lớn. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin đi ra ngoài. Ánh trăng sáng trong như sương, Trương Nguyên Thanh dọc theo chủ điện bên trái, dẫm lên ngỗng mền thạch đường mòn. Lại tới đến đổ nát hoang vu tứ hợp viện không có côn trùng kêu vang cùng chim hót ban đêm, yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Nhưng yên tĩnh cũng làm cho nhân tâm an, hắn sợ nhất đi ra ngoài nghe thấy đát đát tiếng bước chân. 15 phút, ta chỉ có 15 phút thời gian, muốn đuổi ở oán linh cuốn thân trước đó thăm dò hết đông viện. Hắn tiến vào tứ hợp viện phía đông nhất gian phòng, từ tự tựa ở dưới cửa thi hài trên người, một lần nữa lục lọi ra gương đồng, giấu vào trong túi quần sau đó cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hình vòm cửa, tiến vào đông viện. Đông viện so tứ hợp viện lớn hơn rất nhiều. Ánh vào trong mắt là một mảnh hoang phế vườn, hòn non bộ, đình nghỉ mát, ao nhỏ, còn có một khỏa đại cây đa, trụ cột tráng kiện, thân cành từng cục, xanh nhạt lá cây phản xạ sáng tỏ ánh trăng. Cây đa dưới có một miền giếng cổ. Ánh mắt sẽ qua hòn non bộ đình nghỉ mát, có thể trông thấy vườn ở chỗ sâu trong lộ ra một chữ hình nóc nhà trương nguyên thanh không có thẳng đến vườn chỗ sâu kiến trúc mà là cẩn thận vòng quanh đại cây đa rời đi một vòng trong tư liệu nói cái này cây rất nguy hiểm nhưng hắn tha một vòng sau không có phát sinh bất luận cái gì ngoại ý muốn xem xét đại cây đa nên cũng có thể đẩy mạnh thăm dò độ a trương nguyên thanh trong lòng suy nghĩ phủi liếc một cái đen nhánh giếng cổ do dự liên tục hắn còn không có dũng khí bổ nhào qua nhìn một chút Hắn đối loại này khủng bố trong chuyện sư giếng cổ, có rất cường tâm lý bóng ma. Trương Nguyên Thanh vượt qua giếng cổ, tất tiếng sột soạt tốt đi ở cỏ hoang giang, hướng phía vườn chỗ sâu kiến trúc bước đi. Răng rắc. Đột nhiên, dưới chân phát ra giòn vang, hù dọa hắn tại chỗ nhảy lên tới. Nhìn chăm chú nhìn lại, nguyên lai là một cổ bị cỏ hoang vùi lấp thi thể, bọc lấy oxy hóa bảo hiểm lao động phục. Trương Nguyên Thanh cuối người kiểm tra, này là thi hài cốt cách bảo tồn hoàn hảo. Nó là nằm sắp ngã xuống đất, có thể đầu nhưng là hướng sau lưng, điều này nói rõ trước khi chết bị vật gì, đem đầu cứng rắn nhéo 180 độ. Vật gì làm? Trương Nguyên Thanh lặng yên cảnh giác lên, đứng dậy, đang muốn tiếp tục đi phía trước thăm dò. Đúng lúc này, một trận gió cạo đi tới đây, trong vườn cỏ hoang phập phòng không chừng, tiếng sột soạt động tỉnh, sau lưng viên kia đại cây đa phản phất sống lại, có chút vặn vẹo loạn choạng cạnh lá. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Sau lưng truyền đến một đạo lanh lảnh tiếng kêu. Thanh âm này theo gió thổi qua tới, phản phất là ở bên tai nói nhỏ, mang đến từng đợt sợn hết cả gai ốc hàng ý. Trương Nguyên Thanh xuất phát từ bản năng, muốn quay người cảnh giới, trong đầu đột nhiên hiện lên tư liệu tin tức, không muốn quay đầu. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Thấy hắn không có phản ứng, thanh âm kia tựa hồ có chút vội vàng nghĩ muốn làm hắn tranh thủ thời gian xoay đầu lại trương nguyên thanh đương nhiên sẽ không quay người hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích lặng lẽ kéo ra công kích túi áo khóa kéo lấy ra đồng thau kính chậm rãi nâng lên đến cao hơn bả vai vị trí đồng thau kính đem sau lưng cảnh tượng không rõ lắm tích chiếu rọi tại trong kính giếng cổ bên trong chui ra một cái tóc tai bù xù áo trắng nữ nhân trên mặt của nàng không có ngũ quan đang muốn kia trương trắng bệt thịt mặt, nhìn chăm chú lên trương nguyên thanh. Thảo ngươi đại gia. Trương nguyên thanh sắc mặt trắng nhợt, trong đầu buồn bực liền hướng trước chạy. Trương nguyên thanh, trương nguyên thanh. Thanh âm kia từng lần một kêu gọi, vội vàng kêu gọi, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắn càng chạy càng xa. Rất nhanh, trương nguyên thanh vượt qua hòn non bộ, đi vào vườn ở chỗ sâu trong. Nơi này có một tòa phòng lớn, một chữ hình nóc nhà, hòn đá lũy thế nền tảng, đất vàng xây thành tường thể. Bên này phòng so tứ hợp viện càng thêm cũ nát, nóc nhà mái ngói thưa thớt, phá thiệt nhiều đồng. Trong tư liệu vị kia thần dạ du cũng đã tới nơi đây, hắn chỉ nói không muốn quay đầu, nhưng chưa nói không thể đi trở về, trong giếng nữ quỷ kêu gọi, có lẽ chỉ nhằm vào tái giá. Nói như vậy, ta lúc sau phản hồi lúc, chắc có lẽ không tao ngộ nguy hiểm. Hắn tại chỗ hít sâu, bình phục cuồng cuồng sợ hãi cùng kinh hãi, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt. Trước thăm dò một chút này tòa nhà. Nhà này phòng lớn tổng cộng có ba cánh cửa, đại biểu cho ba gian phòng. Hắn cẩn thận dựa sát vào bên trái nhất một gian, thò tay dùng sức đẩy ra trách rưới cửa gỗ. Các cửa gỗ rộng mở trong thanh âm, Trương Nguyên Thanh vội vàng lui về phía sau, bày ra đề phòng tư thái. Sau nửa ngày, vô sự phát sinh. Đánh bạo vào nhà, ánh trăng từ trách rưới nóc nhà chiếu vào, Hắn cố gắng mở to hai mắt, làm đồng tử tận khả năng thu nạp ánh sáng. Nơi này là phòng bếp kim nhà ăn, có hai cái gạch xanh lũy khởi đất bếp, qua chén hồ lô chậu nước vạc tủ bát những vật này kiện, sớm đã mục nát tích tro. Không có nguy hiểm, rốt cuộc tìm được vật chứa rồi. Trương Nguyên Thanh bắt lấy một cái bụi bẩn hồ lô hồ lô, không khỏi phát tán tư duy, nghe nói đồng tử nước tiểu có thể phá tà. Hắn cân nhắc có muốn hay không tiếp một hồ lô đồng tử nước tiểu cẩn thận sau khi tự hỏi bất đắc dĩ từ bỏ cái này cách nghĩ mặc dù không có kết giao qua nữ hài tử nhưng trương nguyên thanh cảm giác mình nên không thể tính toán động tử ta quá dung túng các ngươi cho các ngươi một lần lại một lần trang bức cơ hội hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn hai tay có chút vô cùng đau đớn trải qua một phen thăm dò xác nhận chỗ này phòng lớn là phòng bếp cùng nhà ăn kết hợp không có bất kỳ đặc thù cũng không có nguy hiểm sau Trương Nguyên Thanh cầm lấy một thanh rỉ sét loan lỗ dao phay, một cây côn gỗ, đi ra khỏi phòng, đem ánh mắt đầu hướng cuối cùng này tòa hình chữ nhật phòng lớn. Cùng kim kiêu ngạo nhà ăn phòng bếp bất đồng, này tòa nhà có bốn phiến cửa, phân cách thành bốn cái gian phòng. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nắm chặt trong tay côn gỗ cùng dao phay, chúng chưa hẳn hữu dụng, nhưng có thể cho người mang đến trong nội tâm an ủi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra rồi đệ nhất gian cùng căn phòng thứ hai, chúng thuộc về tạp vật gian, chồng chất kiểu dáng cổ xưa nông cụ, đồ dùng trong nhà, cùng với quyên tiền rương gì gì đó. Không có giá trị gì. Trương Nguyên Thanh ngược lại đi vào căn phòng thứ ba. Đây là một gian kho vũ khí, trên tường treo đao kiếm cung dao găm đoạn đao đẳng binh khí, không ít vũ khí bởi vì treo dây thừng mục nát, đã rơi xuống đất. Bên cửa sổ là hai hàng binh khí cái, trong đó một loạt khuynh đảo, côn bổng trường thương rơi lạ tả trên đất ngã lật giá vũ khí biên, phục hai cổ thi thể. Nhìn thấy những binh khí này, Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc, trong miếu các đệ tử sư thừa tam đạo Sơn Nương Nương. Có thể chế tạo ra trấn thi phù, hiển nhiên có bản lĩnh bàn thân. Sẽ vũ đạo làm bổng cũng liền không kỳ quái. Hắn theo thường lệ đi kiểm tra một chút thi thể, từ tiền bối trên người chúng tìm kiếm tin tức. Vừa đi gần thi thể, hắn liền không nhịn được, bộ một tiếng, kia hai cổ nằm ở thi thể trên đất, cũng không phải là khô lâu, mà là hai cổ thay khô. Làn da u ám, phát nhăn, kề sát xương cốt, bụng trũng. Tại sao có thể có thay khô? Trương Nguyên Thanh một hồi nhíu mày, thân là Tùng Hải sinh viên đại học, hắn có đầy đủ phong phú tri thức số lượng dự trữ. Hình thành thay khô nguyên nhân có hai loại. Một loại là nhân công chống phân hủy, một loại khác là tự nhiên hình thành loại thứ nhất có thể trực tiếp bài trừ loại thứ hai lời nói phần lớn là ở sa mạc chờ khô ráo khu vực mới có thể hình thành trong miếu điều kiện hiển nhiên không hợp hắn cẩn thận kiểm tra hai cổ thay khô trên người không có vết thương trí mệnh xương cốt cũng không có bị đỏ vũ dày dẫm đoạn nhưng chỗ cổ da thịt ở có hai cái rõ ràng lỗ thủng như là mảnh thú bén nhọn răng nanh cắn đi ra bọn họ là bị vật gì hút thành người khô hít hà Trương Nguyên Thanh đảo rút một hơi khí lạnh, toàn thân căng thẳng đứng lên. Lúc này, hắn nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến một tiếng đông, như là gõ cửa gỗ âm thanh. Trong nháy mắt da đầu sắp vỡ, Trương Nguyên Thanh như là nhảy bén giả lộc, chi khởi cổ lắng nghe. Chương 15, giày múa màu đỏ. Chương 15, đỏ vũ giày, đông lại là một tiếng cùng loại gõ cửa tiếng vang. Cách vách có đồ vật gì đó. Trương Nguyên Thanh vội vàng đem rỉ xét loan lỗ dao phay đổi thành rỉ xét loan lỗ đoạn đao, đem côn gỗ đổi thành trường thương. Mang theo vũ khí, bước chân nhẹ nhàng chạy đi gian phòng, ánh trăng như sương, bốn phía yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh cúi người không lưng, lén lút dựa hướng cửa sổ. Hồ cửa sổ giấy sớm đã trách trưới, hắn ngồi sổng dưới cửa, cẩn thận từng ly từng tí dò xét ngẩng đầu lên, từ ô vuông cửa sổ cái nào đó miệng vỡ nhìn qua đi vào. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như sương ánh trăng, bị nóc nhà phá động áp súc thành từng đạo chùm tia sáng, làm cho này gian hẹp hòi phòng mang đến ánh sáng. Xem đến trong phòng cảnh tượng, Trương Nguyên Thanh trong nội tâm lập bộp một chút. Lờ mờ yên tĩnh trong phòng, bày biện ba miệng cổ sư quan tài, màu đen sơn pha tạp, nắp quan tài rơi đầy bụi bặm quan tài biên ngang dọc hai cổ thay khô, ăn mặc bảo hiểm lao động phục, trong đó một cổ trong tay lăn xuống một cây làm bằng đồng cái dùi. Chui này cái dùi hấp dẫn Trương Nguyên Thanh chú ý, thứ này có nửa chiều dài cánh tay, đồng thau chế tạo, chú y chui có khắc chú văn cùng khắc hoa. Chế tác tinh tế, mấu chốt là, tất cả vũ khí đều gỉ sét, duy chỉ có nó vàng ống, không thấy màu xanh đồng. Đầu ốc hắn bên trong không khỏi hiển hiện một cái hình ảnh, tam đạo sơn nương nương một tay, năm ngón tay khép lại làm cầm nắm hình dáng nhưng trong lòng bàn tay rỗng tuếch đông trầm đục thanh lại lần nữa truyền đến làm trương nguyên thanh không thể không di động ánh mắt nhìn về phía chính giữa kia cái quan tài một hồi làm cho người ta ghê răng xoẹt dẹt, tiếng vang lên quan tài che chậm rãi trượt ra một cái màu xanh đen bàn tay dò xét đi ra bắt lấy quan tài ven rồi sau đó một cổ đáng sợ thân ảnh từ trong quan tài ngồi dậy. Mượn nóc nhà chiếu xuống sáng tỏ ánh trăng, Trương Nguyên Thanh thấy rõ vật kia bộ dáng, bọc lấy lam lũ quần áo, bộ mặt sưng vù, độ cao hư thối, tỉnh mịch ánh mắt bên ngoài lồi. Tóc như là cỏ khô, lộn xộn đỉnh ở trên đầu. Ôi ôi, nó ngóc đầu lên, hướng phía đỉnh đầu ánh trăng, gọi ra một miệng đục ngầu thi khí, hai viên răng nanh nhìn thấy mà giật mình. Cương thi Cương thi trương nguyên thanh cảm giác mình anh thúc phát tác nguyên lai là cương thi đối hẳn là cương thi không phải vậy trấn thi phù cái này tiêu hao phẩm ý nghĩa ở đâu trương nguyên thanh trong nội tâm bắt đầu sinh thoái ý thăm dò đến một bước này thu hoạch tin tức đã đầy đủ nên trở về chủ điện đi nhưng vào lúc này bả vai đột nhiên trầm xuống quen thuộc âm lãnh cảm hàng lâm ăn mòn thân thể mang đến nỗi da gà nổi lên lạnh lẽo tại nơi này thời khắc máu chốt, nằm sắp vai quỷ tới rồi. 15 phút đã đến. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm trầm xuống. Tại nơi này tràn ngập nguy cơ trong cổ miếu, tinh thần cao độ căng thẳng, rất khó phân ra tâm lực đi đến thầm thời gian, chỉ có thể dựa vào cảm giác phỏng đoán, cái này sẽ tồn tại sai lệch. Nằm sắp vai oán linh xuất hiện có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Kế tiếp một màn, thì là lửa cháy đổ thêm dầu phản phất ngửi được người sống khí tức, ngồi ở trong quan tài cương thi thu hồi ngang đầu động tác, bên ngoài lội ánh mắt vừa rơi xuống, nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn trộm ánh mắt của mình. Trương Nguyên Thanh ở nỗi da gà lần lượt bạo khởi kinh hải trung, bật lên dựng lên, quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa mới chuyển thân, chỉ nghe thấy quan tài che rơi xuống đất, bịch, nổ mạnh. Không dám quay đầu lại, cổng trên vai oán linh, bước chân trầm trọng chạy trốn lại là một hồi loãng xoảng nổ mạnh, cửa bị đánh bay. Trương Nguyên Thanh một bên chạy như điên, một bên quay đầu, trông thấy bọc lấy rách rưới quần áo, giữ tận đáng sợ thân ảnh lao ra phòng, mãnh liệt nhảy lên, hổ đói phát dê giống như truy kích mà đến. Đây là cương thi. Cứng tại ở đâu? Sắc mặt hắn đại biến, lòng bàn chân xoay tròn, mượn nhờ quán tính hoàn thành quay người, nhất thương đâm về cương thi ngực. Đuôi thương hướng mặt đất một xử, hình thành một cái giảng dị cự cọc buộc ngựa. đồng thời, hắn trông thấy cương thi ngực có một cái dữ tận trống rỗng, trái tim tựa hồ bị đào rời đi. đại sư huynh, cương thi là bản chép tay bên trong đại sư huynh. sau một khắc, cương thi định lấy trường thương đánh tới, một ngón tay thô thân thương sụp đổ như trăng rằm, tiếp theo răng rắc một tiếng bẻ gãy. không kịp nghĩ nhiều, trương nguyên thanh bắt lấy trường thương sáng tạo cơ hội, từ cương thi bên chân lăn qua trong mũi tràn đầy thi thối, sau lưng vang lên đại đao bổ chém vào mà âm thanh. Hắn một đường lăn đến cương thi sau lưng, hai đầu gối bắn ra, nhảy lên, chém ra rảnh tay bên trong đoạn đao. Làm. Đoạn đao chém vào cương thi cái ót, như là chém trúng sắt thép, ngoại trừ gọt đoạn mấy cây cỏ khô giống như tóc, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Trương Nguyên Thanh bị chui đao truyền về lực đạo chấn miệng hổ kịch liệt đau nhất, binh khí thiếu chút nữa rời tay mình đồng da sắt. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm hoảng hốt, chợt trông thấy cương thi rất nhanh quay người, nâng lên móng tay ô hát phong lợi hai tay, giữ ở bờ vai của mình. Cảm giác đau đớn lập tức đánh úp lại. Ô hắc phong lợi móng tay đâm trách da của hắn, đỏ thẳm máu tươi nhuộm đỏ áo khoác. Mùi máu tươi kích thích nó, lồi ra ánh mắt ở chỗ sâu trong vọt lên màu đỏ tươi quang, cương thi mở ra răng nanh, phục lên ra đựng tanh tử khí thể, hung hăng cắn hướng trương nguyên thanh cái cổ ánh nến tinh lọc hiệu quả vẫn còn hắn không có bởi vì sợ hãi đánh mất lý trí ý niệm trong đầu khẽ động huỳnh lam sắc một vật phẩm hiển hiện trong tay hắn nhiều nhất trương phù đăng 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 trước một khắc còn hung tàn bạo ngược cương thi trông thấy cái này cái phụ giấy lại liên tiếp lui về phía sau như tị xa hạt hữu hiệu nó sợ ta nó có trí không nhất định Trương Nguyên Thanh cố nén hai tay miệng vết thương đau đớn, kéo căng cơ bắp, gắt gao nhìn chậm chậm cương thi, vai khiên oán linh, từng bước một chậm chạp lui về phía sau. Hắn một bên lui, một bên cầu nguyện trong giếng nữ quỷ không muốn ngoi đầu lên thêm phiền. Quá trình này trung, cương thi hư thối trong cổ họng phát ra hải người gầm nhẹ, màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở Trương Nguyên Thanh. Rất may mắn, không biết là cương thi nguyên nhân, vẫn là Trương Nguyên Thanh chạy đến đi, trong giếng nữ quỷ không có xuất hiện. Trương Nguyên Thanh rời khỏi Đông Viện, trở về Tứ Hợp Viện, một bước cũng không dám ngừng, lão đảo chạy về phía chủ điện, tại ở gần chủ điện bay vẫn lên mái hiên lúc, vang lên bên tai hư ảo thê lương kêu thảm thiết. Bả vai chật nhẹ, tất cả mặt trái hiệu quả tiêu tán. Hồng học Chủ điện bên trong, Trương Nguyên Thanh dựa ô vuông cửa thở dốc không ngừng. Đi đứng khống chế không nổi co rút. Cái này một nửa là xuất phát từ sợ hãi, một nửa là adenalin thối lui sau phản ứng sinh lý. Hắn nghỉ ngơi mấy phút sau, adenalin thối lui, cánh tay miệng vết thương bắt đầu làm đau, nhè răng trận mắt cởi áo khoác cùng thương cảm, chỉ thấy hai cái cánh tay bị bắt huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy xuôi đỏ trung biến thành màu đen. Rõ ràng, cương thi móng tay bên trong ẩn chứa kịch độc. Tình huống thoáng cái hỏng bét. Nơi đây không có trừ độc nước, không có uống ván châm, thi độc phát tác tốc độ nhanh không nhanh ta sẽ không trúng độc bỏ mình a. À. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên liên tiếp ý niệm trong đầu. Kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên không thế nào sợ hãi, sau đó lại phát hiện cái đó và hắn không quan hệ, là ngọn đến cho dũng khí. Hắn đắm chìm trong ánh nến bên trong, tâm tình dần dần được an bình phủ. Ta hiện tại trung thi độc, càng thêm không thể kéo, trực tiếp áp dụng thứ hai phương án a tiến vào tiên cảnh trước trương nguyên thanh cho mình chế định hai cái phương án cái thứ nhất phương án là cẩn thận thăm dò sơn thần miếu khống chế tin tức sau đó tìm kiếm phương pháp phá giải thuộc về ổn đánh ổn trác sau đó được nhờ sự giúp đỡ cùng dì nhỏ chơi game dẫn dắt tìm quy luật tìm phương pháp hắn chế định thứ hai tương đối mạo hiểm phương án nếm thử thu phục đỏ vũ dày nếu như đều là đạo cụ giấy vàng phù có thể bị hắn sử dụng ai nói đỏ vũ dày lại không thể. Quan Nhã đã từng nói qua, phá giải quy tắc loại đạo cụ quy tắc, có nhất định được xác suất thu phục nó. Lấy năng lực của ta, rất không có khả năng bằng vào chính mình, đem giấy. Vàng phù dán tại cương thi cái tráng. Muốn đem lá bùa dán tại một cái hung tàn đáng sợ mà lại có được trí tuệ âm vật cái tráng, liền giống với hài đồng cầm lấy đao cùng người trưởng thành solo, mặc dù người trưởng thành kiên kỵ lưỡi đao, nhưng cũng không có nghĩa là hài đồng thật có thể làm bị thương người trưởng thành. Trương Nguyên Thanh không trì hoãn nữa, viện ô vuông cửa đứng dậy, vượt qua bậc cửa, đi tới chủ điện trước đình viện. Nơi này là hắn lúc ban đầu gặp được đỏ vũ dày địa phương. Trăng tròn như bàn, cổ chỗ ở, cỏ hoang, bóng cây lắc lư. Hắn hãy đợi ai chờ. Hãy đợi ai chờ ở có hoang giang đứng lặng hồi lâu, cảnh giác bốn phía biến hóa, nhưng vẫn luôn không có thể chờ tới đỏ vũ giày xuất hiện. Cái này đôi giày tựa hồ không có cố định địa bàn, vừa bắt đầu là vào miếu lúc đi theo phía sau hắn, sau đó là ở tứ hợp viện bên trong xuất hiện, lúc này không biết đi nơi nào. Kéo dài càng lâu thân thể tình huống càng không xong trương nguyên thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay người, phản hồi chủ điện. Hắn vừa hoàn thành quay người, thân thể đột nhiên cứng đờ đác đác. Ở hắn cùng chủ điện chi gian, một đôi phát ra đỏ sậm ánh sáng nhạt màu đỏ vũ dày. Đang một chỗ vừa rơi xuống, phản phất có nhìn không thấy người, đang ăn mặc nó dậm chân tại chỗ. Tiếng bước chân ở trống trải yên tĩnh trong đêm, lành lạnh tiếng vọng. Có thể đổi lại xuất hiện phương thức sao, mỗi lần đều như vậy kinh hãi. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bị sợ đi ra hồn phách chậm rãi trở về vị trí cũ, lặng yên nuốt nhổ nước miếng cho dù mong mỏi sự xuất hiện của nó, có thể làm trực diện cái này quỷ dị vũ dày lúc, Trương Nguyên Thanh vẫn cảm thấy chính mình sang giá trị ở không bị khống chế hạ thấp. Đỏ vũ dày tiếp tục làm lấy dậm chân tại chỗ. Gót dây gõ mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh, đát đát hồi âm chồng lên, càng lộ ra cô tịch, càng lộ ra khủng bố. Trương Nguyên Thanh trong tầm mắt, đột nhiên bắn ra một cái huỳnh lam sắc tin tức, ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi vũ sao, nếu như nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. Cái tin này xuất hiện ở đỏ vũ dày bên cạnh, phản phất là nó đang cùng chính mình đối thoại. Quả nhiên là yêu cầu khiêu vũ, không cùng nó khiêu vũ liền giết người, ác liệt dày. Trương Nguyên Thanh chỉ có được ăn cả ngã về không, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, đỏ vũ dày đem hắn đường lui cho đã đoạn. Nó xuất hiện vị trí là Trương Nguyên Thanh cùng chủ điện chi gian. Một khi khiêu vũ thất bại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là trùng hợp. Vẫn là cái này dày cố ý. Nó cũng có trí tuệ à. Trương Nguyên Thanh kiềm chế ý niệm trong đầu, lắng động tâm tình, với trong đầu xem tưởng phụ thân dung mạo. Đồng thời, nhất chân làm ra giảm bước. Đát đát. Phản phất là mở ra cái này đạo cụ chốt mở, nương theo lấy hắn giảm bước, đỏ vũ dày cao thấp lên xuống tiết tấu biến đổi, tới rồi một đoạn tốc độ cực nhanh lẹp xẹp. Nó nhảy chính là điệu nhảy cơ lắc két tiết tấu mang cảm. Tốc độ cực nhanh, vang dội, lẹp xẹp, thanh quanh quẩn ở bầu trời đêm yên tĩnh, quanh quẩn ở hoang phế cổ miếu. Dưới đêm trăng, có hoang giang, ngỗng mềm lót đá thiết đường mòn thượng, một đôi đỏ vũ dày cô độc nhảy múa, có loại không nói ra được diêm dúa lẳng lơ vẻ đẹp. Trương Nguyên Thanh mở to hai mắt, làm đồng tử thu nạp ánh trăng, gắt gao nhìn chầm chầm đỏ vũ dày, hắn không cần tận lực đi nhớ, chỉ cần đem đối phương bộ pháp ánh vào trong mắt. Đồng thời, trái tim của hắn tự như siêu phụ tải động cơ, rất nhanh nhảy lên, bên tai đều là âm ý tạp âm, trong đầu vô số rách nát hình ảnh hiện lên. Đại não bắt đầu tự động tiếp thu ngoại giới tin tức, thổi qua tiếng gió, cỏ hoang hơi hơi gấp khúc tư thái, xa xa đại cây hòe phiến lá chập chờn tần suất, đỏ vũ dày lẹp xẹp tư thái, tần suất. Tiếp thu đến tin tức đại não rất nhanh phân tích, trí nhớ. Mấy phút sau, đỏ vũ dày cảm thấy mỹ mãn ngừng lại, chân trái sau vượt qua nhón chân lên cái tư thế này thoạt nhìn rất quái lạ nhưng nếu có người ăn mặc lời của nó chính là tiêu chuẩn quỳ gối lễ còn rất có lễ phép trong lỗ mũi chảy ra máu tươi trương nguyên thanh trong lòng cô một tiếng sau đó trông thấy đỏ vũ dày phía trên hiển hiện một câu nên ngươi rồi mấy phút bên trong nó nhảy mấy trăm tiết tấu mà lại bộ pháp đều không giống với cái này đã vượt qua thường nhân tốc ký năng lực trương nguyên thanh lấy lại bình tĩnh từ trong túi quần lấy ra thuốc hoàng nhỏ ngậm trong miệng đón lấy đầu óc của hắn lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái đi qua mấy phút bên trong hình ảnh một tránh tránh cất đi đát 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 hắn lấy chậm rãi tốc độ sức sẹo tư thái nhảy mấy cái tiết tấu sau đó cẩn thận xem kỹ đỏ vũ dày nếu như đối phương tiêu chuẩn là giống nhau như đúc vật tư vậy cho dù hắn có thể ghi nhớ tất cả tiết tấu cùng động tác cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nó không có gì thường, Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, hết sức chăm chú bắt đầu vũ đạo. Lẹp xẹp, xoay người, biên độ nhỏ nhảy về phía trước, trái phải chân giao nhau. Hắn nhảy rất chậm, tư thế sức sẹo khó coi, cùng đỏ vũ dày đi vân lưu nước động tác so sánh với, thật là khó coi. Nhưng chậm tiết tấu vũ bộ có thể cam đoan không ra sai. Bảy tám phút sau, trương nguyên thanh Hoàng nguyên đỏ vũ dày tất cả bộ pháp không kịp thở dừng lại hắn trong lỗ mũi đầy tràn ấm áp chất lỏng theo bờ môi cầm sa súc nhưng chẳng quan tâm chà lau gắt gao nhìn chầm chầm đỏ vũ dày có thể hay không còn sống đi ra tiên cảnh có thể hay không thuận lợi hoàn thành thí luyện liền xem hiện tại ngài vũ kỹ trước sau như một không xong đỏ vũ dày bắn ra như vậy một cái tin tức rồi sau đó nó hóa thành đỏ sậm ánh sáng nhạt, tiêu tán ở trong bóng đêm. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong đầu vang lên lạnh như băng thanh tuyến, đinh. Ngươi làm bạn đỏ vũ dày hoàn thành một chi vũ đạo, chúc mừng ngài đạt được đỏ vũ dày thưởng thức, nhưng bởi vì ngươi vũ đạo bản lĩnh vô cùng kém cỏi, đỏ vũ dày chỉ thưởng thức ngươi nửa giờ. Chúc ngài khỏe vận. Trương Nguyên Thanh hư thoát giống như quể oải đầy đất, sắc mặt trắng bệch, đại não từng trận co rút đau đớn. Nửa phút sau, bệnh trạng giảm bớt, sắc mặt hắn trắng bệt ngồi dậy, không thể chờ đợi được mở ra một vật phẩm. Thứ hai ô vuông bên trong, nằm một đôi màu đỏ, mới vũ dây. Ngưng mắt nhìn vũ dây vài giây, vật phẩm tin tức tự động hiển hiện. Tên, đỏ vũ dây ở loại hình, dày loại, công năng, truy tung, đuổi giết, giới thiệu, nó đã từng chủ nhân là Tây Phương Mổ Cái Vương Quốc Công Chúa, Công Chúa Thiên Sinh Lợi Chất, Am Hiểu Vũ Đạo vương quốc nam nhân chịu khuynh đảo. Nhưng là ác độc mẹ kế ghen ghét tài hoa của nàng tốt đẹp mạo, đem nàng nhốt với tháp cao phía trên, cô độc công chúa ở thê lạnh ánh trăng bên trong múa đơn, cuối cùng chết đi. Cái này sông đỏ vũ dày kế thừa nạn di chí, bắt đầu lang thang, cũng vĩnh viễn không ngừng nghỉ múa đơn. Ghi chú một, sử dụng hình thái một, hướng chỉ định mục tiêu ném ra đỏ vũ giày cũng có thể thông qua mục tiêu máu tươi, phát ra chờ tế bào làm môi giới tới tập trung mục tiêu, nó đem đối mục tiêu tiến hành không dừng lại thôi đuổi giết. Đuổi giết trong quá trình, bỏ qua bất luận cái gì vật lý mặt trở ngại. Vô pháp đào thoát, vô pháp phá hư, thẳng đến mục tiêu tử vong, hoặc cùng nó nhảy xong một chi vũ đạo, vũ đạo chủng loại không hạn. Sử dụng hình thái hai, mặc vào đỏ vũ dày, có thể gia tăng nhanh nhẹn độ, đề cao né tránh năng lực, bỏ qua địa hình chạy trốn, không cần thanh toán thể lực. Người duy nhất cần chú ý chính là, mỗi lần chỉ có thể mặc 5 phút, vượt qua thời gian, đỏ vũ dày đem vĩnh viễn vô pháp cởi, người đen cùng nó vẫn luôn chạy trốn xuống dưới, thẳng đến sinh mệnh chung kết, hoặc là chém tới hai chân. Ghi chú hai, không theo giúp ta khiêu vũ. Hết thảy chết non. Là kiện thần khí. Trương Nguyên Thanh xem xong đạo cụ thuộc tính giới thiệu, hưng phấn không thôi. Cái này là quy tắc loại đạo cụ. Thật là cường đại đến không hợp thói thường. Trước đó giấy vàng phù cùng ngọn nến, vật phẩm giới thiệu tương đối đơn giản, ngắn ngủn vài câu, mà cái này song đỏ vũ dày vật phẩm tin tức, thao thao bất tuyệt. Vẹn vẹn từ nơi này một điểm, có thể nhìn ra đỏ vũ dày độc đáo. Đáng tiếc chỉ thưởng thức ta một giờ. Trương Nguyên Thanh chú ý tới một vật phẩm bên cạnh đến ngược lúc, trong nội tâm một hồi tiếc hận. Như vậy thần khí nếu như có thể về hắn tất cả. Bất kể là trong hiện thực, vẫn là tương lai tiến vào mặt khác tiên cảnh, đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Chương 16, chưa từng thăm dò địa phương. Chương 16, chưa từng thăm dò chi địa, Trương Nguyên Thanh một lần nữa phản hồi chủ điện, đắm chìm trong ánh nến trung, dẹp loạn bệnh cũ tái phát đau từng cơn, thuận tiện cho mình tới một lần tinh lọc. Dựa theo thời gian suy tính, Quán Linh sẽ ở một hai phút bên trong cuốn lên hắn, lúc này thời điểm khẳng định không thích hợp tiến vào đông viện, trực diện cương thi. Nghỉ ngơi 4-5 phút, thân thể trạng thái lại càng ngày càng không xong, đau đầu trung nương theo rất nhỏ mê muội. hắn biết là thi độc dần dần ăn mòn thân thể, sơ bộ hiện ra bệnh trạng. Chủ điện ánh nến tự hồ không thể tinh lọc trong thân thể độc tố. Không thể kéo dài được nữa. Hắn muốn thừa dịp đỏ vũ dày nửa giờ sử dụng thời hạn, tốc chiến tốc thắng, một hơi qua cửa phó bản. Trương Nguyên Thanh rời đi chủ điện, dọc theo đá cụi đường mòn, xuyên qua ở cỏ hoang giang, đã tới tứ hợp viện. Đứng lặng ở cỏ hoang phập phòng trong sân, mở ra một vật phẩm, triệu hoáng đỏ vũ dây. Hai đạo màu đỏ sậm ánh sáng nhạt, ở trong bóng đêm linh động chạy, hóa thành một đôi mới vũ dây. Lựa chọn hình thái thứ hai. Trương Nguyên Thanh không tiếng động mặc niệm đỏ vũ dày lại lần nữa tán loạn thành đỏ sậm ánh sáng nhạt lướt đi hai đạo đường vòng cung bao lấy hai chân của hắn trong khoảnh khắc dưới chân giày chạy đua biến thành một đôi cỡ lớn màu đỏ vũ dày cái này này không chính là biến tướng nữ trang sao hoàn hảo là màu đỏ vũ dày không phải giày cao gót trương nguyên thanh không quá thích ứng nhìn một chút hai chân cảm giác là lạ hắn bắt buộc chính mình không đi để ý chi tiết này lấy ra trấn thi phù bóp trong tay ở đại cây đa sàn sạc nhẹ vang lên bên trong xuyên qua hình vòm cửa lại lần nữa đi vào đông viện đông viện bên trong có hoang phập phòng sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống hai tòa phòng lớn lẳng lặng đứng lặng hết thảy đều là như vậy yên tĩnh hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng không nhìn thấy cương thi tung tích lúc này cẩn thận xuyên qua đình viện Giữa hướng bị phân cách thành bốn cái gian phòng phòng lớn khi gian trưng bày quan tại gian phòng cửa gỗ đã bị đánh bay hắn không cần vào nhà, rất xa ngăn cách bằng cánh cửa hạm hướng trong phòng nhìn quanh. ánh trăng từ mái ngói lỗ hổng chiếu vào, thi thể, quan tài, hất bay nắp quan tài, cùng với món đó đồng thau xử, chúng lặng lặng ở vào chỗ cũ, không có bị di động mảy may. trong phòng không có cương thi thân ảnh, nó có thể hay không nằm lại trong quan tài. hắn cái sừng này độ, nhìn không thấy trong quan tài bộ tình huống, đang do dự khi hắn đột nhiên phát hiện ánh trăng tựa hồ mờ đi, bóng đen từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ. Ngay sau đó, gió đêm đưa tới nồng đậm thi mùi thúi, cùng với tôi ôi gầm nhẹ. Nó, nó giấu ở trên cây. Trương Nguyên Thanh hoảng hốt, trái tim bỗng nhiên co rút lại, bản năng làm ra né tránh ý niệm trong đầu. Sau một khắc, trên chân đỏ vũ dày sáng lên đỏ sậm ánh sáng nhạt, Trương Nguyên Thanh đột nhiên lòng bàn chân trượt, ở hắn còn không có kịp phản ứng trước, một cái trượt xúc liền xông ra ngoài, với cỏ hoang gian cày ra một đạo dấu vết. Bành. Bọc lấy lam lũ quần áo cương thi chụp một cái cái không. Tránh, tránh được. Trương Nguyên Thanh lúng cuốn tay chân đứng lên, mừng rỡ không thôi, một lòng thả lại trong bụng. Đỏ vũ dày quả nhiên là thần kỳ, né tránh năng lực so với hắn đoán trước càng mạnh hơn nữa, lấy hắn bản thân phản ứng lực, vừa rồi không có khả năng né tránh cương thi tấn công trương nguyên thanh tin tưởng tăng nhiều ôi ôi tóc như cỏ khô cương thi phát ra chấn động màn tay gào thét bên ngoài lội ánh mắt hung tàn càng thịnh nó búng ra đầu gối lại lần nữa hướng con mồi đánh tới tốc độ nhanh tự như tốc độ cao chạy băng băng ô tô gió tanh xông vào mũi chi gian đáng sợ âm vật đã gần ngay trước mắt trương nguyên thanh không bị khống chế hai chân vận động tự như múa ba lê xoay tròn giống nhau thuận hoạt cắt ra một cái nửa vòng tròn tránh đi sắc bén móng tay đồng thời, cắt tới cương thi sau lưng. Ngay sau đó, hắn tự nhiên mà vậy làm ra dạng thẳng chân động tác, thân thể bỗng nhiên sụp xuống, đỉnh đầu kình phong gào thét, hai cái cánh tay quét ngang mà qua. Kéo, kéo đến trứng rồi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nhăn nhó. Rất tưởng kẹp lấy khố kêu thảm thiết, nhưng đỏ vũ dày đã điều khiển hắn hai chân nhảy lên, bắn người dựng lên. Hắn cao cao nhảy lên, hai chân hung hăng đá vào cương thi ngực bành. Trầm đục trong tiếng, cương thi lam lũ y phục trách rưới tóe lên mảnh bụi. Nó phát ra phẫn nộ không cam lòng gào thét, bị cái này cổ lực lượng khổng lồ đạp ngửa mặt ngã quỵ. Cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh bất chấp như tê liệt đau đớn khố bước, đi nhanh chạy gấp, đem bóp trong tay trấn thi phù hung hăng chụp về phía trước mắt kia trương độ cao hư thối, phát ra tanh tưởi mặt. Chụp về phía trán của nó. Ba cùng bào khát máu cương thi tự như trung định thân, đột nhiên cứng đờ. Hết thảy đồng tĩnh tùy theo biến mất, quy về yên tĩnh. Cương thi thẳng tắp nằm ở cỏ hoang tùng giang, giữ tận ánh mắt bên trong, màu đỏ tươi chậm rãi ảm đạm. Nó đã mất đi, sinh cơ. Nhìn xem hóa thân con tò te, nặng bằng đất sét, vô pháp xính uy cương thi, trương nguyên thanh kịch liệt thở dốc, mỏi mệt cùng vui sướng một chỗ sông lên đầu. Hắn sống sót không có đỏ vũ dày trợ giúp, đơn thương độc mã tưởng giải quyết cương thi rất khó, mà cương thi chẳng qua là quỷ dị một trong, không hổ là cấp tiên cảnh. Quá khó khăn. Nhưng thi công đoàn người nhiều, theo lý thuyết giải quyết cương thi không thành vấn đề, một đám đám ông lớn, làm sao sẽ không chịu được như thế. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn biết rõ nguyên nhân. Trấn thi phù là ở dưới cửa thi hại trong túi áo tìm được vì tiền bối kia đã lấy được cái này đạo cụ, có thể hắn cũng không có nói cho đồng bạn, mà là tư tàn. Nhân tâm muốn so với quỷ quái phức tạp, cũng càng đáng sợ. Giải quyết xong cương thi, kế tiếp nên đi trong giếng tìm cái kia không biết xấu hổ nữ quỷ. Bất quá trước đó, còn có kiện đồ vật làm trương nguyên thanh phi thường để ý. Hắn vứt xuống cương thi, đi về hướng trưng bày quan tại gian phòng, vịn khung cửa vượt qua bậc cửa, âm u trong phòng, ánh trăng như bó hắn ở thay khô trước dậm chân, không lưng nhặt lên đồng chù y. Rõ ràng là đồng chất vật, nắm ở trong tay cũng không giác lạnh buốt, ngược lại ôn nhuận như ngọc. Chợt, trong tầm mắt hiện hiện một cái tin tức. Tên, Phục Ma Sử, loại hình, vũ khí, công năng, tinh lọc, trấn linh, phá ma, giới thiệu, ẩn chứa nhật chi thần lực vũ khí, là hết thảy âm vật khắc tinh. Lấy tinh huyết hiến tế này sử, đem đạt được ngày thần lực. Ghi chú, Cường đại sao? Phục vụ quên mình đổi. Quả nhiên là một kiện đạo cụ, xem công năng giới thiệu, từ hồ so chủ điện ngọn đến càng mạnh hơn nữa, thi công đội tiền bối hẳn là muốn dùng nó giết chết cương thi, nhưng không có thể thành công, ai, bọn hắn ở đối phó cương thi trước, cũng đã tổn thất quá nhiều nhân thủ. Trương Nguyên Thanh may mắn mình làm ra chính xác phán đoán. Xảo diệu lợi dụng đỏ vũ giày phá giải cửa ải khó. Đương nhiên, thi công đội các tiền bối không có lựa chọn, bọn hắn không có khả năng thu phục cái này quy tắc loại đạo cụ, hơn nữa trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, chính là đã chết tại đỏ vũ dày cha đạp. Có cái này chuyên khắc âm vật đạo cụ, lại phối hợp đỏ vũ dày, ta qua cửa thí luyện nhiệm vụ xác suất thật to tăng lên. Tay cầm phục ma sử hắn, trong nội tâm dân lên cường đại tự tin, thừa dịp 5 phút còn chưa tới, rời phòng, phản hồi sân nhỏ. Lần này, hắn thẳng đến kia miệng giếng cổ làm cuối cùng dò xét miệng giếng tĩnh mịch hắc ám một làn ẩm ướt cỏ cây hư thối mùi cuồn cuộn dâng lên đi xuống xem một chút trương nguyên thanh nắm chặt phục ma sử bày ra phòng ngự tư thái nâng lên một chân dẫm nát tỉnh xuôi theo sau đó hắn cứ như vậy đi xuống ở tỉnh vách tường như dẫm trên đất bằng đổi thành trước đó hắn khẳng định không dám xuống dưới thăm dò không nói đến đáy giếng có hay không nguy hiểm lúc chưa dây thừng, không có giúp đỡ dưới tình huống, nhảy đến đáy giếng liền có nghĩa là tự tìm đường chết. Rất nhanh, hắn thuận lợi đến không sâu đáy giếng, nơi đầy ánh trăng đã phi thường yếu ớt. Nước ở trong giếng sớm đã khô kiệt, dưới đáy trầm tích màu đen nước buồn, biên giới mọc ra từng đám một cỏ dại, tỉnh vách tường bò đầy màu xanh đậm cỏ sĩ rêu. Trong giếng không có quỷ. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, trong lòng tự nhủ này không đúng vậy, ta rõ ràng trông thấy trong giếng thò ra một cái không có mặt nữ quỷ. Hắn ở đấy giếng nhiều lần kiểm tra, bởi vì đỏ vũ dày mặt thời gian có hạn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dẫm lên bất ngờ tỉnh vách tường, phản hồi mặt đất, bước nhanh chạy quay về chủ điện dưới mái hiên. Lúc này mới yên tâm giải trừ đỏ vũ dày mặt. Chủ điện, tắm mời nhạc ánh nến, trương nguyên thanh thần sắc quẻ oải tựa ở cống phẩm trước bàn, thi độc đối thân thể ăn mòn làm sâu sắc, kế choáng váng đầu về sau, xuất hiện sự khó thở, tim phổi đau đớn chờ bệnh trạng. Thời gian không nhiều lắm. Ta đã thăm dò hết hai tòa hậu viện, cũng thành công chế phục cương thi. Nhiệm vụ còn không có chấm dứt, nói rõ ta còn có chỗ nào không có thăm dò qua. Hậu viện từng gian phòng đều thăm dò qua, liền đáy giếng đều đi xuống, không có khả năng tồn tại chỗ sơ suất. Như vậy, rốt cuộc là ở đâu đâu? Làm bài trừ tất cả khả năng, còn lại một cái mặt kệ nhiều không thể tưởng tượng nổi đều tất nhiên là chân tướng trong lòng của hắn nói thầm một tiếng chậm rãi chống đỡ nổi thân thể không có thăm dò qua địa phương chính là nơi đây chính là trước mắt chỗ này chủ điện trương nguyên thanh ánh mắt từ từ đảo qua chủ điện cuối cùng dừng lại ở tam đạo sơn nương nương con tò te nặng bằng đất sét trên người ở lần thứ nhất tiến vào chủ điện lúc con tò te nặng bằng đất sét trên người một cái chi tiết khiến cho hắn rất để ý. Con tò te, nặng bằng đất sét, tay phải là không, lại làm cầm nắm hình dáng, nói rõ vốn là cầm lấy đồ vật. Lúc trước không biết trong tay nàng nguyên bản nắm cái gì, hiện tại đã biết. Là phục ma sử. Ông thử một lần không sao tâm lý, trương nguyên thanh tiến lên, đem vàng ống phục ma sử cắm vào con tò te, nặng bằng đất sét trong lòng bàn tay, sau đó nhảy xuống nền, lui về phía sau vài bước. Cơ hồ ở hắn lui về phía sau nháy mắt, nền mặt ngoài răng rắc, rạn nứt, vết trách bắn lên một hồi dày đặc bụi bặm. Ngay sau đó toàn bộ nền sụp xuống, lộ ra một cái tối âm địa quật. Chương 17, Quỷ Diện Nguyên Chương 17, Quỷ Diện Nguyên đã đoán đúng. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm hơi lỏng. Kỳ thật thăm dò hết sơn thần miếu, giải quyết hết cương thi, động cuộc nhập khẩu sẽ mở ra, nhưng thi công đội tiền bối trước đó, liền lấy rời đi phục ma sử. Nếu như không thể nhìn phá chi tiết này, trả lại phục ma sử, hắn chỉ sợ sẽ vĩnh viễn kẹt tại một bước này. Trương Nguyên Thanh Kiên nhẫn cùng đợi, lặng yên kéo căng thần kinh, ngưng tụ tinh lực, không dám có chút chủ quan, bởi vì động cuộc phía dưới, rất có thể tồn tại làm sơn thần miếu suy bại ngọn nguồn. Một hồi lâu, thấy sụp xuống cửa động không có xuất hiện dị thường liền một lần nữa triệu hoán đỏ vũ giày mở ra hình thái thứ hai làm hắn thay thế giày chạy đua bao lấy hai chân đón lấy đi đến đen kịt thâm thúy động cuộc trước nhẹ nhàng nhảy lên lạch cạch lòng bàn chân của hắn rất nhanh chạm đến mặt đất đỏ vũ giày thay hắn tiêu trừ hạ xuống lực đạo trương nguyên thanh ở từng khối giữa đám đá vụn tìm đến rồi phục ma sử không lưng nhặt lên một lần nữa khống chế cái này cường đại đạo cụ có đỏ vũ dày cùng phục ma sử, hắn tự tin có thể trực diện trong động cuộc nguy hiểm. Ánh nến từ đỉnh đầu thẩm thấu xuống tới, có thể chiếu sáng địa phương có hạn, phía trước là hắc ám không tiếng động đường hành lang, tràn đầy không biết sợ hãi. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, bồi đen đi về phía trước là cực kỳ không sáng suốt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, đưa ánh mắt đầu hướng trong tay đạo cụ. Vật phẩm giới thiệu thảo luận, đây là một kiện ẩn chứa nhật chi thần lực đạo cụ, lấy máu tươi hiến tế, liền có thể đạt được thần lực. Nghiêm chỉnh nhật chi thần lực, nên có thể xua tán hắc ám, mang đến quan minh A. Đáng giá thử một lần, chính là thuộc tính giới thiệu, ghi chú, có chút làm cho lòng người sợ. Trương Nguyên Thanh không tiếng động thở hắt ra, đem sắc bén ba lăng gai nhọn đính tại đùi. Bén nhọn cảm giác đau đớn đánh úp lại, máu tươi ồ ồ toát ra, không có dọc theo ống quần chảy xuôi, mà là hóa thành một mảnh dài hẹp tơ máu, rót vào cái thanh này đồng thâu đạo cụ trung. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một làn ấm áp lực lượng, từ phục ma sử trung tuôn ra, dọc theo cánh tay nhảy vào thân thể, con người của hắn sáng lên màu vàng kim nhạc quan huy, hóa thành vàng rực đồng tử. Phục ma sử không có xua tán hắc ám, nhưng giao phó hắn khám phá hắc ám năng lực. Đồng thời, mê mùi, sự khó thở. Tim phổi đau đớn chờ mặt trái trạng thái đều biến mất, chỉ để lại mất máu quá nhiều suy yếu cảm trong cơ thể thi độc bị thanh trừ. Đúng là đang dùng mệnh đổi lấy lực lượng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Hắn vận khởi thị lực, nhìn về phía phía trước, trước người là một cái rộng rãi đường hành lang, kéo dài hướng hắc ám ở chỗ sâu trong. Đường hành lang hai vách tường có người vì mở dấu vết, cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Trương Nguyên thanh bộ pháp không nhanh không chậm hành tẩu ở đường hành lang bên trong, yên tĩnh không gian quanh quẩn cước bộ của hắn thanh. Rời đi mười mấy giây, đường hành lang hai vách tường xuất hiện thực vật rễ cây chúng rậm rạp chằng chịt bò đầy vách tường cứu mạng cứu mạng a đột nhiên phía trước trong bóng tối truyền đến hải người tiếng kêu cứu như khóc như tố men theo âm thanh rời đi trong chốc lát phía trước sáng tỏ thông suốt một tòa cực lớn hang đá đập vào mi mắt hang đá ngay chính giữa là một viên tráng kiện thân cây chui phá hang đá đỉnh sinh trưởng ra ngoài giới căn này tráng kiện thân cây dưới đấy rễ cây giao thoa xoắn xuýt, cuốn quanh lấy một cổ thạch quan. Đáng sợ nhất là, tráng kiện thân cây bên trong. Thò ra một mảnh dài hẹp trắng xanh cánh tay, hiển hiện một trương trương thương bạch mặt người, chúng vô ý thức phát ra, cứu mạng, la lên. Rậm rạp chằng chịt cánh tay lung tung bắt nhíp, phản phất đang tìm kiếm cây cỏ cứu mạng. Ta dày đặc sợ hãi chứng phạm vào. Ánh nến cùng phục ma sử mang cho trương nguyên thanh dũng khí, hắn chỉ cảm thấy rất nhỏ da đầu rung lên, không có quá mức sợ hãi. Lúc này, một cái khàn giọng tan thương âm thanh vang lên, đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có còn sống sinh linh đi tới nơi này. Nương theo lấy những lời này, tiếng kêu cứu đình chỉ, hải tảo giống như đồng đưa cánh tay nhau nhau lùi về thân cây. Khi lần lượt từng cái một mặt người hoảng sợ ẩn vào cây trung. Ai? Trương Nguyên Thanh lại càng hoảng sợ, cảnh giác nhìn chung quanh. Ta. Ta chỉ là một thân cây thân cây trồi lên một trương xấu xí mặt người, cùng những cái kia oán linh mặt bất đồng, da mặt của nó chính là vỏ cây, phản phất tượng trưng cho cây bản thân. Nó là trong sân viên kia lão cây hòe, thành tinh. Trương Nguyên Thanh không nghĩ tới tại loại này địa phương quỷ quái, còn có thể gặp được một cái có thể câu thông tồn tại, mặc dù đối phương là một thân cây. Hắn không dám đến gần, thăm dò nói, là người giết trong miếu đệ tử. Không phải ta. Là nàng. Thụ tinh ánh mắt xuống vừa rơi xuống, phản phất ở ngưng mắt nhìn phía dưới kia miệng thạch quan, mặc dù nó nhìn không tới. Nàng là ai? Nàng là tam đạo sơn nương nương. Trương Nguyên Thanh liền giống bị người vào đầu tới rồi một côn, đầu óc phát mộng. Trong thạch quan nằm tam đạo sơn nương nương, vì kia vốn nên ở ngoài sáng sơ liền vũ hóa cường đại thần dạ du. Quỷ dị ngọn nguồn là tam đạo sơn nương nương, là nàng giết chết trong miếu các đệ tử. Trương Nguyên Thanh thốt ra, nàng tại sao phải làm như vậy? Bởi vì mạc pháp thời đại tiến đến, người tu hành khó hơn nữa đột phá bình cảnh. Vì trường sinh, tam đạo sơn nương nương rơi vào ma đạo, nàng tự phong với trong thạch quan, lấy cây hòe câu thúc âm hồn, lấy âm dưỡng âm, lấy bảo bản thân thân thể cùng nguyên thần bất diệt. Nàng là cường đại thần dạ du, mà thần dạ du trời sinh có thể thôn phệ linh hồn, lớn mạnh bản thân. Trên cạnh cây mặt người thở dài nói, cây hòe đã dung nạp quá nhiều linh hồn tiếp thu ý chí của bọn nó chậm rãi sinh ra linh trí cũng chính là ta những năm gần đây này liên tiếp có người ngộ nhập nơi đây đã chết tại nơi đây cuối cùng đã thành nạn chất dinh dưỡng ta chịu tải oán linh cừu hận cùng không cam lòng vẫn luôn chờ đợi có người có thể đi tới nơi này thay ta chung kết nàng thì ra là thế đây coi là không tính gây ra nhiệm vụ trương nguyên thanh ánh mắt chớp lên ta nên làm như vậy mở ra thạch quan, dùng trong tay ngươi vũ khí đâm thủng trái tim của nàng, có thể chấm dứt đây hết thảy. À, phục ma sử bên trong phong ấn nàng nửa số dương phách, đâm vào trái tim, có thể đem nàng thân thể trung còn dư lại dương phách phong nhập khí trung, đã không có dương phách hộ thể, nàng thân thể sẽ lập tức chết đi. Cây hòe tinh nói xong, chậm rãi nói, ngươi cũng liền có khả năng mở nơi đây. Trương Nguyên Thanh không hề động đạn. Trầm mặt không nói. Cây hòe tinh chậm rãi nói chuyện, người trẻ tuổi, ngươi còn do dự cái gì? Trương Nguyên Thanh đột nhiên nói, ta suy nghĩ một vấn đề. Cây hòe tinh ôn hòa đáp lại, vấn đề gì? Trương Nguyên Thanh đứng ở đàng xa, ngừng mắt nhìn trên cành cây mặt, gằn từng chữ, người không phải là người coi miếu A, à? trong động cuộc bỗng nhiên yên tĩnh. Mấy giây sau, cây hòe tinh giọng điệu trầm thấp nói, người coi miếu là người thứ nhất bị tam đạo sơn nương nương đầu độc người, đã trở thành nạn khôi lỗi, về sau cũng đã trở thành nữ nhân kia chất dinh dưỡng. Nếu ngươi không tin, tới đây mở ra thạch quan, liền biết được ta không tại lừa ngươi. Kia ngươi giúp ta mở ra. Ta vô pháp mở ra nó, ta chỉ là một thân cây. Là mở không ra, vẫn là không dám mở ra. Trương Nguyên Thanh tự hồ đã chiếm được muốn đáp án, khơi màu khóe miệng, nằm trong quan tại là người coi miếu a, à, mà ngươi là hắn thủ hộ hoặc là hồn phách của hắn nói xong lần này thử lời nói hắn tiến vào đề phòng trạng thái chờ đợi thụ tinh phản ứng làm vì một cái am hiểu tiếng công chiếm đóng trò chơi kỹ thuật chỗ ở ở đã trải qua nhiều như vậy nguy cơ sau nếu như vẫn không thể khám phá sơn thần miếu che giấu vậy quá kém đầu tiên đường núi sơn nương nương vũ hóa với rõ ràng sơ nàng sau khi chết địa phương quan phủ mới cho nàng xây xong chỗ này miếu mà trong miếu đệ tử vô cớ mất tích là ở vĩnh lạc trong năm chính giữa tối thiểu kém 50-60 năm, cũng chính là một hai đời người. Tiếp theo, chủ điện tin tức nhắc nhở, đường núi Sơn Nương Nương là chính phái nhân vật, mà cây hòe tinh cái gọi là rơi vào ma đạo, là nó lời nói của một bên, Trương Nguyên Thanh càng muốn tin tưởng người phía trước. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, tùy bút bên trong viết nội dung là, không nên tin sư phụ. Kỳ thật chân chính địch nhân là ai? Tiên cảnh đã sớm tại đây chút chi tiết bên trong cho ra khỏi bày ra chẳng qua là Trương Nguyên Thanh không có suy nghĩ cẩn thận, người coi miếu tại sao phải giết chết đệ tử của mình. Hiện tại đã biết. Nếu như đem nghĩ muốn trường sinh, rơi vào ma đạo người đổi thành người coi miếu, hết thảy điểm đáng ngờ liền giải quyết dễ dàng. Trong động cuộc lâm vào trầm mặt, cây hòe tinh thở dài nói, ngươi cảnh giác quá mạnh mẽ, từ đầu tới đuôi, ta đối với ngươi đều không có ác ý, càng sẽ không tổn thương ngươi. Là sẽ không làm thương tổn, vẫn là vô pháp tổn thương, trương nguyên thanh chậm rãi lui về phía sau vài bước nói ừ để cho ta đoán xem người giết người phương thức là vạn cổ nhưng thủ pháp nên cùng ảo thuật tâm linh có quan hệ a à, người ở không lâu đã nghĩ giết chết ta đáng tiếc ta không quay đầu lại lần này cây hòe tinh mặt đột nhiên biến đổi trương nguyên thanh thấy thế liền biết mình suy luận hoàn toàn chính xác thái nhất môn trong tư liệu cái vị kia thần dạ du rõ ràng rõ ràng chỉ ra hai chuyện một cây hòe rất nguy hiểm, hai, không muốn quay đầu. Cho nên hắn xâm nhập giếng cổ thăm dò mới có thể không thu hoạch được gì, bởi vì kia miệng giếng căn bản không có vấn đề, có vấn đề chính là cây. Mặt khác, hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra tảo thuật, là vì nữ quỷ hô tên là Trương Nguyên Thanh, mà không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuối cùng một điểm, Trương Nguyên Thanh phát hiện giếng cổ lúc, trong đầu nghĩ đến chính là cái nào đó đảo quốc, giáp, nổi tiếng phim kịnh dị vì vậy sinh ra tâm lý bóng ma, không dám đi nhìn trộm đáy giếng. Sau đó, trong giếng chui đi ra nữ quỷ, áo trắng, tóc tai bù xù, không có ngũ quan, phù hợp trương nguyên thanh trong đầu mông lung sợ hãi. Ngươi giả vờ giả việc, hảo ngôn hảo ngữ cùng ta nói chuyện với nhau, là vì ảo thuật đã vô pháp mê hoặc ta đi, dù sao ta có nương nương phục ma sử. Miễn dịch ảo thuật Trương Nguyên Thanh vẻ mặt trấn định, phân tích chân tướng, gạt ta quá khứ là muốn dùng những phương pháp khác giết chết ta, ảo thuật đối với ta không có hiệu quả lời nói, đó chính là vật lý công kích A. Hắn nhìn thoáng qua dũng trên vách đá bò đầy rễ cây, bỗng nhiên một sự đâm xuống dưới. Chương 18, qua cửa Chương 18, qua cửa ép cấp thí luyện nhiệm vụ, kia cây mảnh như ngón cái rễ cây, nhanh chóng luồn lên kim sắc lửa cháy mạnh, rồi sau đó hóa thành than cốc. Bò đầy dũng vách tường rễ cây, thoáng cái bị kích thích, toàn bộ sống đi qua, như là rậm rạp chằng chịt, ở trên tường nhúc nhích bầy rắn. Cây hòe tinh không nghĩ tới cái này từ bên ngoài đến phạm nhân, lại có như thế không tầm thường trí tuệ, thấy mình nói dối bị vạch trần, nó dứt khoát không trang, lạnh lùng nói, ngươi đã không muốn tới đây, vậy đi chết đi. Hang đá mặt đất lên tiếng vỡ ra, khối vụn động lên từng đám cây tráng kiện rễ cây chui từ dưới đất lên mà ra, tự như vặn vẹo xúc tu, hướng phía Trương Nguyên Thanh bay tới. Khoảng cách này, dù cho không có đỏ vũ dày, Trương Nguyên Thanh cũng có thể chạy thoát. Quả nhiên nghĩ muốn gạt ta đến gần. Trương Nguyên Thanh không lùi mà tiến tới, một cái trượt xúc tránh thoát rễ cây cuốn quanh, kéo gần lại bản thân cùng cây hòe khoảng cách, đón lấy bắn người dựng lên, nhảy khởi mấy mét cao, lại một lần tránh thoát quét ngang. Càng ngày càng nhiều rễ cây đột phá mặt đất, ở trong hang đá kinh hoàng vũ động. Trương Nguyên Thanh ở suốt tu gian xê dịch nhảy lên. Tư thái ưu nhã, vô luận rễ cây cố gắng như thế nào, cũng không cách nào bắt được hắn. Nếu như không có thu phục đỏ vũ dày, chỉ bằng vào phục ma sử lời nói, tân thủ đối mặt cửa ái này, tỷ lệ tử vong cực cao. Đăng đăng đăng. Đỏ vũ dày ở trên vách tường tật chạy, tránh đi rễ cây cuốn quanh, phát hai đầu gối bắn ra, thôi động trương nguyên thanh mũi tên nhọn giống như xuyên qua rễ cây bao vây chặn đánh, vọt tới thân cây. Trong thấy kích xạ mà đến nhân loại, thân cây trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng sợ. Oanh! Rễ cây dưới đáy hòn đá vỡ ra, càng nhiều rễ cây như là giếng phun. Hình thành một mặt tường gỗ. Trương Nguyên Thanh đem phục ma sử dụng sức một đục. Kim sắc hỏa diễm ở tường gỗ mặt ngoài lan tràn, đốt cây hòe tinh phẫn nộ thét lên. Trương Nguyên Thanh thuận thế đánh vỡ chân khô tường gỗ, đem phục ma sử ba lăng bén nhọn hung hăng đưa vào thân cây. Ô hay! Ba lăng gai nhọn thật sâu đâm vào thân cây, một vòng lừng lẫy mặt trời, tự đen kịch động cuộc bộc phát. Kim Quang bóp méo thân cây, bóp méo mặt người, làm hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, bốc lên khí suy suy khói xanh. Trong nháy mắt, những cái kia giấu vào thân cây linh hồn, cũng nhao nhao ở tiếng kêu thảm thiết bên trong hóa thành khói xanh tất cả quỷ quái không còn sót lại chút gì, trừ khử với kim quan trung. Kim quan tản đi, động cuộc khôi phục hắc ám, nhưng thoáng cái biến thành sạch sẽ trong sáng. Trương Nguyên Thanh trước hết nhất làm không phải xem xét cây hòe tinh có chết hay không thấu, mà là tranh thủ thời gian giải trừ đỏ vũ dày mặt trạng thái, thu nhập một vật phẩm. Từ tiếng vào động cuộc đến bây giờ, không sai biệt lắm nhanh 5 phút. Cất kỹ đỏ vũ dày, Trương Nguyên Thanh lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng đại cây đa, nó héo rũ, vỏ cây rạn nứt, mất đi hơi nước, rễ cây tán lạc tại động cuộc các nơi. Trương Nguyên Thanh trong đầu vang lên âm thanh lạnh như băng, đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành cấp thí luyện nhiệm vụ, thể nhân vật mở ra, đang tại kết toán ban thưởng. Đạt được vật phẩm, đạo cụ, phục ma sử. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP, 100% ngài đã trở thành thần dạ du. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP, 20% thể nhân vật ban thưởng kích hoạt, ban thưởng đạo cụ, đỏ vũ dày. 5 phút sau thoát ly tiên cảnh, cuối cùng kết thúc. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, cả người phản phất hư thoát. Hắn qua cửa xà linh đường hầm, hoàn thành trong hơn 10 năm, không ai có thể làm thành sự. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Trương Nguyên Thanh cái tráng hắc nguyệt ấn ký nổi bật, một làn quỷ dị lực lượng thần bí từ nóng lên ấn ký trung phóng thích, gần hơn hồ ngang ngược vô lý tư thái, nhảy vào trong cơ thể. Da của hắn đỏ bừng, giống như đun sôi tôm, quỷ dị lực lượng thần bí cọ rửa thân thể, dung nhập nguyên một đám trong tế bào, dung nhập từng khối xương cốt trung, cánh tay thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn không tự chủ được trung rẩy đứng lên, trong mắt nổi bật ra hai đợt hư ảo hắc nguyệt, tiếp theo ẩn nấp. Thống khổ rất nhanh biến mất tiếp theo là chạy suối nước nóng giống như thoải mái dễ chịu cảm đánh úp lại thật thoải mái trương nguyên thanh chỉ cảm thấy toàn thân lười biếng thoải mái tưởng duỗi người hắn bản năng cúi đầu nhìn lại lắp bắp kinh hãi trông thấy thân thể của mình dựng ở tại chỗ ta linh hồn xuất khiếu trong lòng của hắn nổi lên khủng hoảng theo bản năng tưởng trở về thân thể ý niệm trong đầu khẽ động linh hồn liền lập tức trầm xuống dung nhập thân hình một lần nữa chấp chưởng thân thể sau, Trương Nguyên Thanh phát giác cổ thân thể này nhiều vài thứ, một loại gọi là thiên phú đồ vật. Hắn tự nhiên mà nhưng đã tiếp nhận loại thiên phú này, như là bẩm sinh. Đồng thời, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy vô tận tinh lực cùng lực lượng, thậm chí có loại một quyền đánh bại một khỏa tinh cầu ảo giác. Trương Nguyên Thanh mở ra nhân vật thuộc tính mặt bản, tính danh, nguyên thủy thiên tôn, chủng tộc, nhân loại, chức nghiệp, thần dạ du, đẳng cấp, một kỹ năng, Dạo đêm, Phệ Linh, Thái âm chi linh, điểm kinh nghiệm EXP 20% hờ đạo đức trị số 60 mới bắt đầu trị số dạo đêm chủ động, ngưng tụ thái âm chi lực bao phủ bản thân, tiến vào dạo đêm trạng thái. Kỹ năng phóng thích trong lúc ngắn ngủi ẩn thân, cũng thu nạp bản thân mùi, hô hấp, che giấu thân thể phát ra âm thanh cùng nhiệt lượng, thời hạn 6 giây. Phệ Linh chủ động, thôn phệ linh hồn tăng cường bản thân linh tính. Thái âm chi linh bị động thần dạ du khí lực cường tráng, có được hương thịnh sinh mệnh lực cùng cường đại tự lành lực, ở trong màn đêm, thần dạ du các hạng năng lực đem đạt được cực lớn tăng phúc. Hắn chính thức trở thành thần dạ du, nhưng lại nhiều 20% điểm kinh nghiệm EXP, -E hơn nửa đạo cụ ban thưởng, trận này thí luyện tiên cảnh thu hoạch có thể nói phong phú. Trương Nguyên Thanh mở ra một vật phẩm, đỏ vũ dày lẳng lặng nằm ở cái thứ nhất ô vuông bên trong, nửa giờ đếm ngược lúc đã biến mất hắn chính thức đã trở thành đỏ vũ dày chủ nhân. Hai phút sau, hắn sơ bộ thích ứng thân thể trạng thái, hai tay miệng vết thương đã khỏi hẳn. Sau đó, Trương Nguyên Thanh đem ánh mắt đầu hướng thạch quan. Nhiệm vụ chấm dứt, có nghĩa là thăm dò độ đạt tới 100%, cho nên thạch quan là không. Xem ra cây hòe tinh chính là người coi miếu, bởi như vậy, tất cả nhân vật đều ra sân, hắn là như thế nào biến thành thụ tinh, trong thạch quan chính là hắn thân thể nghĩ như vậy. Trương Nguyên Thanh vô tình đi đến thạch quan trước, ý định liếm bao, không chuẩn trong quan tại có bảo bối chôn cùng đâu. Khoảng cách rời khỏi tiên cảnh còn có hơn 2 phút đồng hồ, thời gian đã đủ rồi. Để bảo hiểm, hắn lại lần nữa triệu hoáng đỏ vũ dày, lựa chọn mặt hình thức. Thạch quan bị khô héo rễ cây cuốn quanh bao vây, Trương Nguyên Thanh vung vẫy phục ma sử, đem những này mất đi hơi nước rễ cây từng cái chặt đứt, lúc này mới thấy rõ thạch quan toàn cảnh chiều dài ước 2 mét, hồng quan tại thân điêu khắc đẹp đẽ hoa văn, nắp quan tại tích một tầng nhẹ nhàng cho. Trác trác. Hắn chậm rãi đẩy ra nắp quan tài, nhìn chăm chú hướng trong quan nhìn lại, thân là thần dạ du, dù cho không có phục ma sử thần lực tương trợ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấu hắc ám. Trong thạch quan nằm một cổ nữ thi, ăn mặc sớm đã mục nát cổ đại quần thun, hai tay giao nhau với bằng phẳng bụng dưới, eo mảnh như liễu, tư thái thước tha, không thấy hư thối nữ thi dung mạo đoan chính thanh nhã, hai má đường công buộc vòng quanh hoàng mỹ khuôn mặt, cái mũi đẹp để tinh xảo cao ngất tinh xảo, cánh môi gợi cảm mà môi sắc trắng xanh, hai con ngươi đóng chặt, lông mi nồng đầm giao thoa. Mỹ nhân tuyệt sắc. Cái này. Trương Nguyên Thanh Kinh Hải liên tiếp lui về phía sau, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, thật mẹ nó là tam đạo sơn nương nương. Cùng chủ điện điêu khắc so sánh với, này là nữ thi thiếu từ thiện, nhiều lãnh diễm, thiếu mực mà nhiều tuổi trẻ nữ tử gầy nhưng mặt mày tuyệt đối có bảy tám phần tương tự chẳng lẽ cây hòe tinh nói là nói thật trong miếu đệ tử mất tích ngọn nguồn là tam đạo sơn nương nương trong lúc nhất thời hắn sợ hãi không hiểu đối với chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi mà phán đoán sai lầm tất nhiên nương theo lấy cực lớn nguy cơ không không đúng nhiệm vụ của ta xác thực đã hoàn thành điều này nói rõ ta phỏng đoán là đúng như vậy, trong thạch quan nương nương, thuộc về ẩn dấu nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh đột nhiên hối hận tay ti tiện mở hầm quan tài. Nếu như trong thạch quan nằm tam đạo sơn nương nương, như vậy sơn thần miếu tất nhiên còn cất giấu càng sâu nội dung cốt truyện. Cái này vô cùng có khả năng gây ra một loạt không tốt phản ứng dây chuyền, ví dụ như gây ra ẩn dấu nhiệm vụ. Hắn vừa định đem thạch quan che trở về, bỗng nhiên từ nữ thi bờ môi, xem đến một vòng năm đen vòng sáng. Có cái gì? Hơi chút do dự. Hắn nắm đầy cầm, gõ nở nang khêu gợi cánh môi, nhìn rõ ràng này mặt ngâm đen vòng sáng. Là một viên đen kịch tinh khiết hạt châu. Tên, linh thể kết tinh loại hình, tiêu hao phẩm, công năng, không giới thiệu, trải qua ngày thần lực tinh lọc sau linh hồn kết tinh, ẩn chứa khổng lồ linh lực, là thần dạ du khát vọng nhất thuốc bổ. Ghi chú, tam đạo sơn nương nương đã tinh lọc chấm dứt tinh bên trong tạp niệm xin yên tâm dùng ăn. Trương Nguyên thanh duỗi ra hai ngón tay, kẹp ra kia mai hạt châu. Hạt châu nhanh chóng tan ra, thành một đạo đặc dính năng lượng, chui vào mi tâm. Đinh. Ngài đạt được 22% điểm kinh nghiệm EXP. Trương Nguyên thanh toàn thân lực lượng tăng vọt, lại lần nữa sinh ra một quyền đánh bại tinh cầu ảo giác. Hắn cảm giác mình rõ ràng cường đại rồi một đoạn, không cần xem xét thuộc tính mặt bản cũng có thể rõ ràng phát giác được kỹ năng phương diện tăng lên. Dạo đêm lùi lại thời gian tăng lên 3 giây, từ 6 giây biến thành 9 giây. Ngoài ý muốn trở nên mạnh mẽ, nương nương ngươi thật tốt nghỉ ngơi a. À. Trương Nguyên Thanh yên lặng đem thạch quan xây trở về, coi như chính mình chưa từng có mở ra qua. Kế tiếp, chờ đợi đọc dây trong quá trình. Trương Nguyên Thanh có chút ngồi tại khó có thể bình an, hết sức vô cùng lo lắng, sợ xuất hiện không tốt dị thường ví dụ như chạm đến ẩn dấu nhiệm vụ, cắt ngang trở về. Cũng may không có cái gì phát sinh, Trương Nguyên Thanh nhìn xem Huỳnh Lam sắc mặt trên bảng máy tính giờ bắt đầu đến ngược lúc, 5, 4, 3. Đột nhiên, một đạo kéo dài hơi thở thanh ở hắc ám yên tĩnh trong động cuộc vang lên. Trương Nguyên Thanh Nắp quan tài từ bên trong bị đẩy ra, một cái trắng xanh tú khí tay dò xét đi ra, bắt lấy hòm quan tài xuôi theo, chợt, trong thạch quan mỹ nhân ngồi dậy nữ thi tĩnh mịch như đầm con ngươi đảo qua hang đá cùng biểu lộ cứng nhắc trương nguyên thanh đối mặt nàng đưa mắt nhìn trương nguyên thanh vài giây khóe miệng nhảy lên nụ cười này thiếu chút nữa đem trương nguyên thanh hù dọa tại chỗ qua đời lúc này cảnh vật như là mặt nước cái bóng bị gió đập vỡ vụn độc dây chấm dứt trong thiên địa một mảnh mơ hồ nga khoảnh hình ảnh dần dần gần như vững vàng sáng ngời tuyết trắng rực quang đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống trắng noãn vách tường, bàn học, máy tính, tivi, giường đôi. Bức màn trong gió lắc lư, ngoài cửa sổ là thanh thúy chim hót. Hắn trở lại nhân gian. Chương 19, trò chuyện. Chương 19, trò chuyện, thảo ni mã, hù chết lão tử. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngồi ở bên giường, từng đợt tim đập nhanh hắn hoài nghi trở về lại chậm chễ thường một giây, trở về có lẽ chính là một cổ tàn thân thể. Chờ hắn thật vất vả bình phục tâm tình, ngắm đến trên chân đỏ vũ dày, thiếu chút nữa lại tim đập nhanh đến qua đời. Giải trừ giải trừ. Đỏ vũ dày hóa thành ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Hô, thiếu chút nữa muốn dậm chân. Trương Nguyên Thanh Triệt để buông lỏng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, dừng ở ngoài cửa sổ nhà cao tầng dừng ở xanh mơn mởn phiến lá phản xạ bảy màu huyến quang, lắng nghe trong khu cư xá bác gái đại gia nói chuyện, cùng với xa xa cổ xe chạy hơi tạp âm. Chính trực giờ cơm, ăn mặc lam sắc chế phục ngoại bán tiểu ca, cưỡi tiểu mau con lừa ở trong khu cư xá đi nhanh. Cách vách cư dân lầu trong cửa sổ, truyền đến rau dưa cùng dầu nóng va chạm bạo vang, còn có cái sẻn trở mình xào loãng xoảng đương đương. Vẫn là nhân gian tốt, vẫn là đại đô thị tốt. Cứ như vậy đứng mấy phút, hắn mới cảm giác mình triệt để thoát khỏi cái loại này kinh hãi cảm. Tỉnh táo lại sau, hắn không thể chờ đợi được đi đến trước gương. Nghiệm chứng chính mình kỹ năng. Lắng động tâm tình, bình tĩnh tâm như hồ nước, yên lặng câu thông trong cơ thể thái âm chi lực. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh trông thấy chính mình trong kính thân thể, bị từng tất một lau đi, hư không tiêu thất. Thật có thể ẩn thân, hắc hắc hắc. Chính giây sau, thân thể trọng tân bị buộc vòng quanh tới, Hiện ra với trong kính Từ, hơi mệt, tự như ở thao trường chạy vài vòng Đón lấy, hắn lại thử nhục thể của mình lực lượng Dễ dàng đem pin bóp lõm Dùng trang trí đao ở mu bàn tay cắt một đạo vết thương nhỏ 5 phút không đến liền khép lại khôi phục Bỏ qua một bên siêu năng lực không nói Riêng là cơ bắp lực lượng tăng trưởng Cũng đã siêu thoát phạm nhân rồi Về phần cái khác chủ động kỹ năng, phệ linh Tạm thời còn không có cơ hội sử dụng bởi vì bên người không có linh thể ta hiện tại khí lực cường đại như thế dẫn phát bệnh cũ lời nói thân thể có phải hay không có thể gánh chịu càng lâu quá tải trạng thái không đúng ta nên suy nghĩ chính là linh cảnh hành giả bên trong có hay không bác sĩ chức nghiệp được tìm người nhìn xem ta quái bệnh trương nguyên thanh sau đó lại mở ra một vật phẩm yêu thích khởi chính mình đạo cụ nhưng không có lấy ra phục ma sử thì thôi đỏ vũ dày lấy ra nếu là muốn cầu chính mình cùng nó giới vũ làm sao bây giờ dừng ở phục ma sử trương nguyên thanh lâm vào trầm tư nhớ không lầm cây đa tinh nói phục ma sử bên trong phong ấn tam đạo sơn nương nương dương phách nàng sẽ tới hay không tìm ta a à? ngẫm lại cũng cảm giác sợ hãi tiên cảnh bên trong gần nên vô pháp xuất hiện ở hiện thực thế giới a à? ta lại tiếng sơn thần miếu khả năng cũng sẽ không quá lớn nho nhỏ sơn thần miếu đã thăm dò hoàn tất không có khả năng chống đỡ thêm khởi một cái nhiệm vụ ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng hắn trong nội tâm không có yên lòng trong đầu luôn không ngừng hiện lên tam đạo sơn nương nương dáng tươi cười lúc sau đi một chuyến đơn vị hướng lão tư cơ cùng phiên dịch khang quái chứng thực một chút lúc này tay cầm cái cửa tay bị người vặn động vài cái nhưng bởi vì trương nguyên thanh trước đó khóa trái cửa phòng cho nên người ở phía ngoài không có thể tiến đến trương nguyên thanh Ngươi khóa cửa làm gì? Có phải hay không lén lút làm chuyện xấu? Dì nhỏ kiều mị thanh thúy tiếng nói chuyện đến, hừ hừ nói, ăn cơm đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện mình bụng đói kêu vang. Một chồng thanh đáp lời, nhanh chóng thu hồi phục ma sử, cởi nhùm bụi bặm cùng máu tươi quần áo, thay đổi thân mùa xuân bóng chày phục, màu đen quần thể thao, lại đem quần áo bẩn giấu kỹ. Lúc này mới đi tới cửa, vặn mở cửa phòng dì nhỏ đứng ở ngoài cửa đem mượt mà xinh đẹp trứng ngỗng mặt hướng trong phòng nhìn quanh hồ nghi nói ngươi khóa cửa làm gì vậy tu luyện thần công cái gì thần công sư di trường kỹ lấy chế di đại pháp. xú tiểu tử muốn bị đánh đâu dì nhỏ trừng mắt trừng mắt nàng con ngươi rất có phong tình vừa tròn vừa lớn sáng ngời linh động không có tơ máu không thấy đục ngầu cổ nhân nói thu thủy đôi mắt sáng chỉ đúng là loại này sáng lóng lánh mắt to trên bàn cơm trương nguyên thanh phân cuốn vân tàn càng quét sức ăn tăng nhiều bà ngoại một bên vui mừng chính mình trù nghệ tiến bộ một bên buồn rầu hôm nay hâm thức ăn quá ít ngày mai sẽ phải đi học ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút đừng đến lúc đó hô ngươi không dậy nổi bà ngoại khuyên bảo nói vì nhỏ buổi tối không đến phòng ta chơi game ta có thể ngủ sớm trương nguyên thanh lập tức ném hoa Đấy bàn bắp chân đã bị đá một cước. Chính nàng cũng muốn đi làm. Bà ngoại quay đầu rồi hướng con gái nói, ngày mai nếu tăng ca lợi nói, trước giờ gọi điện thoại cho ta. Dì nhỏ là khoa phụ sản thực tập bác sĩ, ở một nhà công lập tam giáp bệnh viện nhậm chức, rảnh rỗi thời điểm rất rảnh rỗi, bận rộn so xả súc còn mệt mỏi. Có rảnh nhiều cùng nam đồng sự tiếp xúc một chút, ở trong bệnh viện nên rất nhiều bác sĩ nam truy cầu ngươi đi. Bà ngoại tìm hiểu nói. Mẹ, cách cục nhỏ hơn, mang theo lão bà tới sản kiểm nam nhân cũng thường xuyên lén lúc hỏi ta muốn liên lạc với phương thức. Dì nhỏ bóp eo đắc ý nói. Bà ngoại nâng lên bàn tay, dì nhỏ não dưa co rụt lại. Yên lặng bới ra cơm. Hai mẹ con nói chuyện lúc, Trương Nguyên Thanh tâm tư bay đến buổi chiều việc cần phải làm thượng. Cơm nước xong xuôi liên lạc một chút quan nhã, nói cho quan phương ta thành công qua cửa, thuận tiện còn muốn viết một phần phó bản báo cáo, không biết giết bốt phó bản báo cáo có đáng tiền hay không có thể đổi nhiều ít công lao sơn thần nương nương thức tỉnh chuyện này cũng muốn đề một chút không thể nào quên cảm giác đây là một cái ẩn giấu nhiệm vụ cơm nước xong xuôi giải quyết xong ấm no vấn đề trương nguyên thanh trở lại gian phòng phát hiện điện thoại không có điện rồi bởi vì tiên cảnh sự bôn ba lo lắng đã quên cho điện thoại nạp điện nạp thượng điện sau hắn trông thấy có bốn năm đầu không tiếp đến điện điện báo biểu hiện, quan nhã trong đó hai cái là một giờ trước, lúc ấy hắn vẫn còn tiên cảnh bên trong, còn lại ba đầu là hai phút trước. Gấp gáp như vậy đúng là xác nhận ta có không có chết. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm thổ tào, châm biếm, đầu ngón tay điểm nhẹ, cho quan nhã trở về điện thoại. Hai tầng lầu nhỏ, thủy tinh tường thể phản xạ ánh mặt trời. Rộng rãi xa hoa trong văn phòng, Lý Đông Trạch đơn giản sử dụng hết cơm trưa. Mắt nhìn đồng hồ, chống thủ trưởng đi vào khu làm việc quan nhã nguyên thủy bên kia có tin tức sao đây đã là hắn lần thứ ba hỏi ra giống nhau vấn đề mặc dù trong nội tâm không có ông hy vọng quá lớn nhưng sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước luôn làm cho người ta không ngừng nhớ thương lý đông trạch tạ lỗi tin cũng đã viết xong liền đợi ra kết quả sau đó hướng bách phu trưởng thừa nhận sai lầm hắn lần này sơ ý khinh thường khiếm khuyết trinh sát chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày về phần nguyên thủy thiên tôn tiểu tử này, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng thể nhân vật mở ra thí luyện nhiệm vụ. Không phải sức người có khả năng chống lại. Điện thoại của hắn tắt máy. Quan nhã lắc đầu, ta đã cho hắn đánh qua năm sáu điện thoại. Liên lạc không được. Lý Đông Trạch tự hồ đã sớm ngờ tới có thể như vậy, không tiếng động thở ra một hơi, chờ một chút đi, chờ một chút. Tốt, thập trưởng. Quan nhã vung lên tóc mai, lộ ra dáng tươi cười, trấn an nói, kết quả không có đi ra trước đó, hết thảy đều có khả năng, tự như Seringer mèo, không mở hộp ra, vĩnh viễn không biết là sống hay chết. Bên cạnh vương thái nhịn không được mở miệng, Seringer mèo không phải như vậy dùng đấy. Từ xác suất học được nói, không có đặc thù thủ đoạn cùng trợ giúp, hắn qua cửa xà linh đường hầm khả năng cơ hội là không. Quan nhã cùng Lý Đông trạch mặt tối sầm, người câm miệng ta là không phải còn nói nói bậy rồi vương thái yên lặng cúi đầu cái này xã giao trẻ đần độn lý đông trạch cùng quan nhã trong lòng phê bình một câu làm lâu như vậy đồng sự bọn hắn đã sớm từ bỏ đối vương thái tình thương bồi dưỡng quan nhã cảm thấy thú vị linh hồn cùng không thú vị linh hồn thoáng cái liền đối lập đi ra nhìn xem nguyên thủy tiểu tử kia trường tuấn tú nói chuyện lại êm tai nếu là hắn có thể trở thành đồng sự về sau đi làm cũng sẽ không như vậy buồn tẻ nhàm chán. Đáng tiếc, vận khí không tốt. Đến tan tầm nếu như còn liên lạc không được, vậy triệt để không có hy vọng. Quan nhã thở dài, lười biến tựa ở ghế mềm thượng, làm đầy đặn bộ ngực đem áo sơ mi trắng chống đỡ căng thẳng. Có tin tức lập tức báo cáo cho ta. Lý Đông Trạch nói xong, đang muốn quay người rời đi, quan nhã đặt ở mặt bàn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lúc này, đặt ở mặt bàn điện thoại vang lên. Lý Đông Trạch dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn chầm chầm quan nhã điện thoại. Điện báo biểu hiện, nguyên thủy thiên tôn. Lý Đông Trạch hô hấp một chút dồn dập lên. Quan nhã mãnh liệt từ trên ghế bắn lên, đụng xử lý bàn bịch vừa vang lên, trên bàn đồ dùng nhau nhau ngã lật. Mở to đôi mắt dễ thương, trên mặt che kín kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Nàng một bên nắm lên điện thoại, một bên nhìn về phía Lý Đông Trạch lý đông trạch liền nghiêm mặt nói miễn đề thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc hai người sắc mặt ngưng trọng như là ở nối nối tiếp bọn cướp điện thoại giống nhau giam giữ chuyển được điện thoại mang theo chờ mông áp lực cuồng hỉ nói nguyên thủy ta qua cửa thí luyện nhiệm vụ từ sơn thần trong miếu đi ra trương nguyên thanh âm thanh từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến quan nhã cùng lý đông trạch đồng thời ngây người không để ý đến chuyện bên ngoài vương thái bỗng nhiên ngẩng đầu vị này si mê số liệu học sĩ trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng ngạc nhiên ngốc trễ mấy giây sau lý đông trạch ngoài miệng hai phiết tiểu hồ tử lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay vũ đứng lên kêu lên a à, thượng đế ngươi là nghe được cầu nguyện của ta sao cái này quá khó mà tin a à, ông t -R, r i, ta không thể tin được đây là thật chợt phát giác được chính mình thất thố, vội vàng thu liễm biểu lộ, ưu nhã, muốn ưu nhã. Lý Đông Trạch biết rõ qua cửa xà linh đường hầm ý vị như thế nào, một cái bị thái nhất môn nhận định không có khả năng qua cửa cấp tiên cảnh bị công lược, tất nhiên đưa tới cường độ cao chú ý, nguyên thủy mặc dù là cái nhân vật mới, nhưng có thể đoán được, hắn sẽ một trận chiến thành danh, trở thành có chút danh tiếng linh cảnh hành giả. Mặt khác, ép cấp tiên cảnh bên trong ẩn chứa tin tức, đạo cụ, là thật thu hoạch mà lại tất nhiên phong phú. Quan phương tổ chức cũng tốt. Dân gian tổ chức cũng thế, đều nóng bỏng với công lực độ khó cao tiên cảnh, nhất là giết bốt, bởi vì đây là lớn mạnh tổ chức mau lệ nhất phương thức hữu hiệu. Cuối cùng một điểm, cũng là trọng yếu nhất, tùng hải khu vực, thần dạ du thí luyện tiên cảnh liền như vậy mấy cái, xà linh đường hầm cái này đều tồn tại, làm quan phương tổ chức tổn thất rất nhiều dự khuyết thần dạ du nếu như có được một phần kỹ càng công lược như vậy sau này hàng năm thần dạ du sinh ra số lượng cũng sẽ tăng thêm mặc dù tiên cảnh bị công lược sau ban thưởng không có khả năng lại hướng giết bốt như vậy phong phú nhưng quan phương nhìn trúng đúng là thần dạ du số lượng gia tăng cái này đủ để khiến cho ngũ hành liên minh trưởng lão đoàn chú ý ngươi làm sao làm được quan nhã lẩm bẩm nói không có gì khó khăn ta dễ dàng đều vượt qua kiểm tra rồi, à, đây không phải có chân có thể qua sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra phù hợp hát lời nói. Quan Nhã nhất thời không nói gì, phân không rõ hắn là đang nói đùa, vẫn là học bá vơ sai. Ở trong ấn tượng của nàng, Trương Nguyên Thanh là một cái thông minh sinh viên, am hiểu xã giao, nhưng muốn nói không có nhiều cùng bình thường, nhất định là không thể nào. Nàng đối vị này mới đồng sự ưa thích, cũng giới hạn với nói chuyện êm tai, ẩn giấu khôi hài, nhưng cũng không phải đối với hắn năng lực nhận đồng mà bây giờ nàng cần một lần nữa ước định vị này tân tấn thần dạ du rất tốt làm rất tốt lý đông trạch hưng phấn gật thủ trưởng vội vàng nói ngươi tranh thủ thời gian tới một chuyến đơn vị lập tức tới đây tốt trương nguyên thanh nói chấm dứt trò chuyện vương thái nhìn không được nói hắn sẽ vượt qua thường nhân năng lực trước mắt không biết là phương diện nào nhưng khẳng định có thập trưởng ngươi thật giống như nhặt được một cái quái thai nghe vậy lý đông trạch nụ cười trên mặt khó có thể ngăn chặn khuếch tán ho khan một tiếng không vui nói cái gì quái thai nhân gia đây là thiên tài nói xong hắn như là có việc gấp bình thường vội vàng đi về hướng văn phòng lý đông trạch cảm thấy tạ lỗi tin tiêu đề nên sửa càng có ưu thế nhã một chút ví dụ như thật xin lỗi bách phu trưởng ta không nghĩ qua là nhặt được quái thai hắn đã không thể chờ đợi được Chương 20, lấy đức thu phục người. Chương 20, lấy đức thu phục người, Lý Đông Trạch bước nhanh phản hội bạn công tác, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, tâm tình tăng vọt bật máy tính lên, biên tập tin tức. Phó Bách Phu Trưởng, thuộc hạ có sự báo cáo, vừa mới nhận được tin tức, ta mời chào tiến vào vị kia thần dạ du đã thành công thông qua thí luyện nhiệm vụ, phản hồi hiện thực. Đúng vậy, hắn đã thành công qua cửa xà linh đường hầm. Điếm kích ấn vào gửi đi ở bạch hổ binh chúng chế độ bên trong không phải thập vạn hỏa cấp sự tình cấp dưới là không thể trực tiếp gọi điện thoại cho thường cấp bình thường là lấy bưu kiện tin tức báo cáo nguyên thủy qua cửa xà linh đường hầm là đại sự nhưng không phải việc gấp tin tức phát ra ngoài mười mấy giây sau lý đông trạch đặt ở bên cạnh bàn điện thoại vang lên điện báo biểu hiện là phó bách phu trưởng trực tiếp gọi điện thoại lý đông trạch lập tức nắm lên điện thoại chuyển được Lý Đông Trạch, ngươi muốn đối với chính mình lời nói phụ trách. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến nam tử trẻ tuổi lạnh như băng tiếng nói, cắn chữ rõ ràng. Bách phu trưởng, chuyện này quả thật làm cho người bất ngờ. Đối mặt bách phu trưởng cảnh cáo, Lý Đông Trạch lại vô cùng nhẹ nhõm, ta mới vừa cùng hắn thông hết điện thoại. Có công lược sao? Phó Thanh Dương lập tức hỏi. Còn phải chờ một lát một lát. Phó Bách Phu Trưởng trầm mặt vài giây, lạnh như băng giọng điều chuyển nhu hòa, nói, ta cũng không có ông bất luận cái gì chờ mong, không nghĩ tới gặt hái được kinh hỷ. Người này có thể qua cửa xà linh đường hầm, tất có chỗ hơn người. Lý Đông Trạch, ngươi vì bạch hổ binh chúng mời chào đã đến nhân tài, ta sẽ báo cáo cho trưởng lão đoàn, nhớ ngươi một cái đại công. A à, Thượng Đế, đây quả thực quá mỹ diệu. Lý Đông Trạch khóe miệng dáng tươi cười mở rộng, chợt nhớ ra cái gì đó, hạ giọng nói, cần giữ bí mật sao? Hắn mời chào một vị thần giả du sự, ở Khang Dương khu đội trưởng cấp nhân vật bên trong đã không phải là bí mật, dù cho về sau tận lực không đề, thời gian dài, cũng sẽ bị người chú ý tới. Lừa không được quá lâu. Nhất là ngũ hành liên minh cùng Thái Nhất Môn ký qua hiệp nghị, cả nước cảnh nội xuất hiện thần giả du, Thái Nhất Môn đều có ưu tiên chọn lựa quyền lực. Cái hiệp nghị này, dẫn đến ngũ hành liên minh cơ hồ không có chính mình thần dạ du. Liền như vậy lẽ tẻ mấy cái. Phó Thanh Dương cười nhạo nói, tại sao phải giấu giếm, Thái Nhất Môn đã rõ ràng tỏ thái độ, không muốn cái này thần dạ du, không phải do bọn hắn đổi ý, ngươi cần phòng bị chính là ngũ hành liên minh nội bộ người, bách hoa hội sự kiện kia, ta không hy vọng phát sinh lần nữa. Chúng ta muốn lấy đức thu phục người, thu phục hắn. Cái đó và Lý Đông Trạch ý tưởng nhất trí, lúc này khiêm tốn thỉnh giáo mời phó bách phu trưởng chỉ điểm cho hắn chuyển chính thức thêm tiền công a à, thêm tiền công đây là lấy đức thu phục người sao ta không thích dùng tiền tới thu mua nhân tâm bởi vì lấy lợi gặp nhau tất bởi vì lợi tiêu tan ta càng ưa thích lấy đức thu phục người nhưng đức cần có thời gian tới bày ra mà tiền dựng sào thấy bóng phó bách phu trưởng giọng điệu bình tĩnh mau chóng làm hắn viết một phần công lược, ta muốn biết sơn thần miếu hạch tâm tin tức. Thuận tiện đem thái nhất môn nhân tình cho trả. Bất luận cái gì cấp tiên cảnh, tất nhiên đều bao hàm một ít có giá trị tin tức cùng tin tức, không phải phổ thông tiên cảnh có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Minh Bạch Lý Đông Trạch chấm dứt trò chuyện. Đây coi là cái gì lấy đức thu phục người, bất quá đây đúng là phó gia tác phong. Lý Đông Trạch lắc đầu vì này phó thiếu gia gia tộc, ở trung chuyển bất an niên đại dặm xa phó nước ngoài phát triển, tránh né chiến hỏa. Trải qua trăm năm kinh doanh, nghiễm nhiên trưởng thành là khổng lồ tư bản cự ngạc. Về sau phó gia tiếp nhận quốc gia ném tới cành ô liu, mang theo tuyệt bút tài phú về nước phát triển, tham dự đến kinh tế kiến thiết trung. Phó gia chẳng những là một cái khổng lồ tư bản, đồng thời còn là nhiều thế hệ truyền thừa linh cảnh hành giả gia tộc, nên gia tộc hàng năm đều xuất hiện số lượng nhất định trinh sát. Là Bạch Hổ binh chúng trung, không thể bỏ qua một làng gia tộc thế lực. Phó Bách Phu trưởng tuổi còn trẻ, liền tinh thông các loại sao năng lực, bị kịch xưng là quan phương tổ chức tứ đại công tử trung tiền công tử. Lúc này, Lý Đông Trạch trông thấy Khang Dương đại khu linh cảnh hành giả quản lý nơi tập trung, có người chính mình. Thanh đằng, Lý Đông Trạch, Lý thập trưởng, ngươi vị kia mới chiêu thần giả du tình huống thế nào? thanh đằng là bách hoa hội đội trưởng đổi thành mặt khác một yêu hỏi như vậy lý đông trạch muốn hoài nghi đối phương dụng tâm kín đáo nhưng vị này nữ đội trưởng tính cách ôn hòa thiện lương không phải cái loại này không nói võ đức yêu diễm độ đê tiện bạch long hoa chuyện đó tru tâm a à, biết rõ không có khả năng có người qua cửa xà linh đường hầm ngươi còn muốn kích thích lý thập trưởng lý đông trạch còn chưa nói lời nói cùng thanh đằng từng có quan hệ bạch long dẫn đầu nhảy ra xé bức đại cơ bá, khẳng định bị chết ở xà linh đường hầm, ngày hôm qua ta quản lý khu trực thuộc cũng có người ở xà linh đường hầm mất tích, vậy cũng thương trùng đến bây giờ cũng còn không tìm được, căn bản là chết ở tiên cảnh bên trong. Thẳng tính hỏa sư vẫn là như vậy chán ghét. Ngoài trừ ba vị này đội trưởng so sánh sinh động, những người khác không nói gì. Tự hồ đối với chuyện này đã không có hứng thú. Ta bọn tiểu nhị, các ngươi sẽ ghen ghét ta, ngay tại một giây sau. Lý Đông Trạch tiện tay phát một cái một nghìn nguyên đại hồng bao. Chính mình cái thứ nhất đoạt, đã đoạt một cái năm khối tiền. Thanh Đằng, cảm ơn lão bản. Bạch Long, lão bản đại khí. Đại cơ bá, lão bản eo tốt cực tốt. Mấy người bọn hắn bản năng đoạt tiền lì xì, si, cảm tạ, đi đến cái này quá trình, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Bạch Long, không thể nào. Đại cơ bá, Lý Đông Trạch ngươi có ý tứ gì, đem lời nói rõ ràng thanh đằng lý thập trưởng lý đông trạch cảm tạ đại gia quan tâm ta mới mời chào thần dạ du thuận lợi qua cửa xà linh đường hầm nơi tập trung bên trong thoáng cái không có rồi động tĩnh như là toàn thể cấm ngôn viên đình lý đông trạch không muốn hay nói giỡn không thế nào ưa thích ở ngũ hành liên minh quản lý nơi tập trung ngôi đầu lên thái nhất môn thần dạ du dẫn đầu ngôi đầu lên cùng những đội trưởng khác bất đồng, sự quan bản chức nghiệp đại sự, hắn vô pháp đối lý đông trạch tin tức làm như không thấy, dù là hắn hay nói dẫn khả năng càng lớn. Những đội trưởng khác còn không có nói chuyện, yên lặng chờ đợi lý đông trạch hồi phục. Lúc này, Phó Bách Phu Trưởng ở nơi tập trung bên trong phát một cái tin tức, đến nay ngày khởi, xà linh đường hầm giết bốt thuộc về chúng ta ngũ hành liên minh, sau đó ta sẽ đem tiên cảnh công lược đồng bộ đến tin tức kho, làm việc cấp thí luyện tiên cảnh, nó có thể đản sinh ra sau mặt khác tiên cảnh phẩm chất càng cao thần dạ du, tin tưởng đối tổ chức bồi dưỡng thần dạ du kế hoạch có trợ giúp thật lớn. Nhìn xem đoạn này trường thiên bức văn tự, chúng đội trưởng ngay ra. Phó Bách Phu trưởng là chấp sự cấp nhân vật, nói chuyện sức nặng cùng Lý Đông Trạch bất đồng, hắn nếu như nói như vậy. Việc này tất nhiên chân thực. Xa Linh đường hầm thật sự bị công lược. Lý Đông Trạch mời chào đã đến cái gì quái thai. Giờ khắc này, Đám đội trưởng bỗng nhiên ý thức được vị kia nhân vật mới giá trị, không còn là thư thất chức nghiệp mà thôi, bản thân hắn, có lẽ mới là đáng giá nhất đầu tư. Đại cơ bá, ta lại muốn đoàn kiến. Ngươi là tưởng đào ta góc tường A. Lý Đông trạch khóe miệng co lại. Thủy Thượng phiêu, tháng này không chạy thuyền, ước cái thời gian làm tụ hội, liền hôm nay A đường quốc cường phát một cái tiền lì xì. Bạch Long, tụ hội có thể nhưng ta cho rằng bách hoa hội không thể tham gia thanh đằng ha ha quyền vương ta rất muốn biết vị kia nhân vật mới là thế nào qua cửa xà linh đường hầm có thể làm được chuyện này chỉ sợ không phải thường nhân lý đông trạch vận khí không tệ mời chào đã đến một vị nhân tài mắt thấy nơi tập trung bên trong nhân tâm di động phó bách phu trưởng lại phát một cái tin tức ta sẽ lấy xà linh đường hầm công lược vì thể đánh bạc hướng thái nhất môn tranh thủ thần dạ du danh ngạch tận lực ở trong vòng 5 năm cho các ngươi từng đội ngũ đều xứng một vị thần dạ du thanh đằng cảm ơn phó bách phu trưởng đại cơ bá ngoà tàu còn có loại chuyện tốt này nơi tập trung bên trong bầu không khí thoáng cái nhiệt liệt đứng lên bách phu trưởng chiêu này dịu a à, có cái này bánh nướng lý đông trạch thở ra một hơi đón lấy mấy vị đội trưởng nhiệt tình tăng vọt thảo luận khởi bồi dưỡng phân phối thần dạ du lâu dài kế hoạch cùng với ngoài sáng ngầm hướng lý đông trạch tìm hiểu vị kia giết bốt hảo hán là ai là nam hay là nữ xuân xanh bao nhiêu nhưng lý đông trạch chính là không nói cho bọn hắn ở đám đội trưởng vui sướng thảo luận khi thái nhất môn viên định tâm tình lại hoàn toàn bất đồng hắn sững sờ nhìn xem phó bách phu trưởng lên tiếng nhiều lần nhìn nhiều lần cuối cùng làm cho mình tiêu hóa cái này đại sự liền thái nhất môn đều thúc thủ vô sách xà linh đường hầm lại bị công lược. Cái kia tân thủ là thế nào làm được? Làm vì bản chức nghiệp tiên cảnh, làm vì thần dạ du, hắn so những đội trưởng khác càng khát vọng biết được chân tướng, trăm trảo công tâm giống như khó chịu. Nhưng, bây giờ không phải là xoắn suýt chân tướng thời điểm, muốn đem trong chuyện này báo cho tổ chức. Giống như vậy ưu tú thần dạ du, chẳng lẽ không nên gia nhập thái nhất môn sao? Tôn trưởng lão Hồ Đồ A, hắn sao có thể lung tung đồng ý. Hải thái nhất môn bạch bạch tổn thất một nhân tài. Viên đình trong nội tâm đối vị trưởng lão kia sinh ra một chút oán trách. Trương Nguyên Thanh cưỡi xe taxi đi vào sở cảnh sát, quen việc dễ làm lượng quanh to lớn sau lầu, bước vào tinh anh cả mười phần thủy tinh lầu. Leo lên lầu 2, hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở ghế sofa uống trà con lai ngự tỷ, vẽn lên siêu mô hình giống như đại chân dài, áo sơ mi, bộ váy, hát ti, tất da chân đen, giày cao gót. Eo nhỏ mảnh mai mà bộ ngực no đủ, trang dung đẹp để kiểu tóc thời thượng, nếu như chỗ làm việc nữ thần cần một cái tiêu chuẩn hình tượng. Trương Nguyên Thanh cảm thấy chính là nàng. Cũng may hắn thẩm mỹ quắc giá trị đã bị gì nhỏ đoán luyện cực cao trình độ, mà không đổi sắc chào hỏi, quan nhã tỷ. Quan nhã đặt chén trà xuống, đứng dậy nên đón, cười mỉm nói, chật chật, ta còn tưởng rằng chúng ta sinh viên là một cái nhỏ sữa chó, không nghĩ tới là một cái nhỏ chó săn. Chúc mừng trở thành thần dạ du, tỷ tỷ khen thưởng ngươi một cái ông. Nàng mở ra ông ấp, ý chí to lớn cao ngạo. Đã sơ bộ thăm dò rõ ràng đối phương tính cách trương nguyên thanh không có thượng bộ, cười lạnh nói, yêu nữ, không dám nhủ ta. Đổi thành mặt khác cô nương. Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ không nói loại lời này, nhưng quan nhã là lão tư cơ, dẫm chân ga mới là cùng nàng chính xác kết giao phương thức. Quan nhã sửng sốt một chút, cười khanh khách, nói, đi thôi, thập trưởng muốn gặp ngươi. Nàng đi vài bước sau, đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói, ở tiên cảnh bên trong thu hoạch không nhỏ a à, không, không dùng nói với ta, ẩn giấu thực lực cùng thủ đoạn là mỗi một vị linh cảnh hành giả thiết yếu tố chất. Ta không có muốn nói với ngươi a à, trương nguyên thanh sững sờ, chợt kịp phản ứng, ý của nàng là để cho ta thích hợp giữ lại bí mật. Không muốn trong năm việc nhà đấy đều bạn giao đi ra theo sau quan nhã, Trương Nguyên Thanh lại lần nữa tiến vào xa hoa văn phòng, trông thấy Lý Đông Trạch thoải mái nằm ở ghế mềm thường, trong tay kẹp lấy xì gà. Biết rõ ta hiện tại lo lắng nhất là cái gì không? Lý Đông Trạch một bên đứng dậy hướng tiếp khách ghế sofa đi, một bên đánh giá Trương Nguyên Thanh. Cái gì? Trương Nguyên Thanh phối hợp hỏi. Ta lo lắng nhất ngươi ở tới trên đường bị người cướp đi. Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu, lấy ra ba cái ly thủy tinh, nói, uống gì? Coca-Cola. Trương Nguyên Thanh trả lời. Quan nhã. Làm cho người ta đi mua. Lý Đông Trạch lúc này phân phó. Không sai, địa vị tăng lên rất rõ ràng nha. Trương Nguyên Thanh đi theo Lý Đông Trạch nhập tọa, người kia uống một ngụm rượu, thẳng vào chủ đề, hậu sinh khả úy A, à, ngươi làm phi thường tốt. Lúc sau muốn phiền toái ngươi viết một phần kỹ càng công lược trải qua, bất quá trước đó, ta muốn hỏi hỏi người có ở sơn thần miếu phát hiện cái gì không quá bình thường tin tức